Chương 1 Mở đầu Chết Nguồn Mê truyện audio com Edit Đinh ca sách theo thức ăn nhẹ nhàng mở cửa phòng bạn trai ra, nghĩ đến hắn vừa mới nói phải cho cô một kinh hỉ, cô liền nhịn không được mà muốn cười. Cô cùng bạn trai đã kết giao được 3 năm, tình cảm vẫn luôn ổn định, lúc này cô tưởng hắn cho cô một kinh hỉ, chắc là hắn cầu hôn cô đi. Nghĩ đến bạn trai, Sở Ca nhịn không được mà đỏ mặt, bạn trai Tần Tùng của cô kỳ thật cũng không phải là con nhà có tiền, ngược lại là từ nông thôn lên đây, nhưng Sở Ca cũng cho rằng cái này cũng không sao, Tần Tùng làm người có khí chất ôn hòa, lại có năng lực, đối với cô cũng thật ôn nhu. Bọn họ 4 năm tìm hiểu mới ở bên nhau, hiện tại tốt nghiệp năm 2, công ty Tần Tùng ở dưới sự trợ giúp của cha cô cũng dần dần đi lên quỹ đạo, phát triển ở đây rất tốt, hiện tại Tần Tùng nếu đưa ra lời kết hôn cha cô chắc sẽ đáp ứng. Nhưng nghĩ đến cha cô luôn luôn chướng mắt tần tùng, sở ca nhịn không được lại nhíu nhíu mày. Thôi bỏ đi, lúc về rồi nói sao. Dù sao chỉ cần cô kiên trì, cha cô khẳng định sẽ thỏa hiệp trong lòng sở ca an tâm một chút, vào chung cư, phòng ở không phải là lớn, chỉ là ba phòng ở bình thường, nhưng sở ca lại rất thích nơi này, bởi vì đây là cô mua cho tần tùng, nơi này hết thảy đều là bọn họ cùng nhau bố trí, sở ca đem thức ăn đặt trên sofa, kiểm tra một vòng, có chút nghi hoặc, tại sao không có ai? Còn chưa có trở về sao? Sở ca không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy hoang mang rối loạn, nhưng cũng không có quá mức để ý, cô cứ tưởng nguyên nhân là ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Đem bánh kem mình mua tới bỏ vào trong phòng bếp. Thời điểm ra tớ lại nghe thấy có âm thanh sột sột soạt soạt, sở ca nhíu nhíu mày, trong lòng lột bột một cái sẽ không phải là ăn trộm đi nhưng tưởng tượng này lại là ban ngày nên hơi chút thả lỏng nhưng vẫn là từ phòng bếp cầm ra một cái chài cán bột cẩn thận đến gần phòng ngủ cửa không có đóng lại sở ca lại từ khe cửa thấy được một màn làm cho toàn thân cô lạnh băng người bạn trai kia từ trước tới nay ở trước mặt cô luôn ôn hòa thủ lễ nhưng lúc này động tác lại xấp xỉ giả mang bám vào trên người một nữ nhân mạnh mẽ va chạm sở ca không tin vào hai mắt của mình duỗi tay hướng tới cửa đẩy lớn một chút, âm thanh cửa mở phát ra nhẹ nhàng, nam nữ trên giường đang dây dưa lại đắm chìm ở trong dục vọng, căn bản là không có chú ý tới động tĩnh bên này, trong lòng sở ca trừ bỏ thống khổ tê tâm liệt phế, còn có một chút ghê tởm, cô hiện tại đứng ngốc ở ngoài cửa, nhìn người nam nhân kia ở trước mặt cô dắt tay thôi cũng đều sẽ ngượng ngùng, nhưng hiện tại đôi tay kia lại nắm ngực của nữ nhân trên giường mạnh mẽ xoa nắng, nữ nhân tinh tế chân trắng nõn gắt gao câu lấy eo trên người của nam nhân, âm thanh ân ân a a tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, cô ở chỗ này đứng lâu như vậy, hai người kia còn đắm chìm trong dục vọng, có thể thấy được là có bao nhiêu đắm chìm trong đó. Sở ca dùng sức ném cái chài trong tay mình hướng về phía cậu nam nữ trên giường, bởi vì không có phòng bị, nhưng thật ra sở ca ném vừa vặn, nữ nhân hạ một cú sốc âm thanh sợ hãi, vội vàng đem người nam nhân trên người đẩy xuống, kéo lấy một bên chăn che khuất thân thể của mình, nhưng thật ra tần Tùng vốn dĩ bị kinh hách, lại bị đẩy xuống giường, nơi đó vừa lúc đánh vào cạnh giường, tuy nói đệm rất dày, nhưng tóm lại vẫn là không thể lấy thịt chạm vào, lập tức thân dưới bị đau không đứng thẳng. "Vậy được, cắn răng trừng nhìn cô." "Sở ca, cô lại bị thần kinh cái gì?" "Bị thần kinh." Sở ca tức giận cười trả lời, "Bạn trai tôi cùng nữ nhân khác lên giường." tôi bất quá là tức giận phát tiếp một chút thế nhưng lại thành là bị thần kinh tần tùng anh thật đúng là vô sĩ đây là kinh hỷ anh cho tôi sao thật là làm cho tôi cao hứng quá sở ca nhìn về phía nữ nhân trên giường trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh thật đúng là cô tần tùng đây là người mà anh ở trước mặt tôi luôn nói lời độc thề nói các người tuyệt đối không có quan hệ tần tùng nghỉ ngơi trong chốc lát mới khởi động thẳng eo tùy tay cầm một cái chăn vây quanh ở trên người đi đến trước mặt sở ca trên mặt đã không còn ôn hòa cùng với lấy lòng như trước mà chỉ còn lại không kiên nhẫn sở ca cô đủ rồi cô có cái quyền gì mà chỉ trích tôi chúng ta kết giao ba năm cô hôn cũng không cho tôi hôn nhiều nhất là hôn lên mặt tôi thôi vẻ mặt còn mang bộ dáng ban thưởng còn có cha của cô phát hiện tôi mượn thế lực nhà của cô dùng nhưng có hay không bán cho nhà cô dựa vào cái gì mà người nhà của cô tất cả đều sai bảo tôi tới sai bảo tôi lui nhà các người có đem tôi đặt ở trong lòng không thật là buồn cười sở ca bị lời nói của tần tùng làm cho cả người phát trung nhưng lại làm cho mình thoạt nhìn hết sức bình tĩnh tần tùng lúc trước chúng ta kết giao liền nói muốn đem thứ tốt nhất lưu lại cuối cùng cha tôi đối với anh nghiêm khắc như vậy là vì muốn rèn luyện anh anh thiếu kinh nghiệm lại tâm cao khí ngạo nên dễ dàng bị hại Tôi không nghĩ tới chúng tôi vì anh mà khổ tâm như vậy, nhưng anh lại ở đây làm chuyện vui vẻ, lừa dối tôi, một khi đã như vậy, anh cũng không cần chúng tôi nữa, tôi đây. Liền trở về kêu cha tôi hủy bỏ nâng đỡ anh, tôi muốn nhìn xem anh không có quyền lợi lại không được sở gia chúng tôi nâng đỡ, anh rốt cuộc có thể có năng lực gì mà tồn tại ở Vân Thành. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chia tay, không liên quan đến nhau nữa. Dứt lời xoay người liền đi, cửa truyền đến một tiếng, phịch, tần tùng mới có chút hoàng hồn, nghĩ tới lời nói vừa nãy liền nhịn không được mà hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần an ủi mình, không sợ, hắn hiện tại đã không phải là một tên tiểu tử nghèo hai bàn tay trắng ở nông thôn, hắn cũng không tin liền tính sở gia thế lực lớn, còn có thể một tay che trời. Xoay người móc điện thoại di động ra gọi, sở ca ra cửa, thẳng đến khi ngồi trên xe mới mặc kệ nước mắt mình chảy ra. Nói chuyện ba năm luyến ái, thẳng đến lúc này mới nhìn ra được bạn trai muôn lòng giả thú. Trừ bỏ hận chính mình không nhìn rõ còn có ấy nấy đối với cha mẹ, cha mẹ vẫn luôn phản đối cô cùng Tần Tùng ở bên nhau, nói hắn giả tâm quá lớn, cảm tình đạm bạc, chỉ sợ không phải chồng. Chính là cô không quan tâm. Lại đắm chìm ở trong lời ngon tiếng ngọt của Tần Tùng, cái gì cũng đều không nghe vào, ngược lại tuyệt thực cưỡng bách cha mẹ trợ giúp Tần Tùng, cha mẹ đau lòng cô không nghĩ tới lại dưỡng ra một kẻ bạc tình, sở ca lau nước mắt, liền tính lấy điện thoại ra gọi cho cha nói xin lỗi, nhưng lại cảm giác được xe đột nhiên lún cuốn một chút, vừa định hỏi tài xế lưu thúc làm sao vậy, lại bị một lực thật lớn đánh vào nên nói không nên lời. Sở ca lắc lắc đầu chính mình có chút say, mở mắt ra mới phát hiện không thích hợp. Cô! Thế nhưng bay ở phía trên xe. Sở ca hoảng sợ vạn phần, hướng phương hướng xe tới gần, lại trước sau bị trắng trở về. Sở ca ngốc lăng lăng bay ở ngoài xe, nhìn về phía chiếc xe đang đâm xe của cô, nhìn không được mở to hai mắt, người kia cô sao có thể không quen biết. Thư ký của Tần Tùng Kim em họ. Tần Phương, Tần Tùng thế nhưng làm cô chết. Sở ca nhìn về phía mình trong xe, đầu ngã về một bên, vết máu trên mặt loang lỗ, mảnh nhỏ pha lê của cửa sổ xe cắm vào vị trí trái tim đầu lưu thúc thậm chí đều bị đâm thay đổi hình dạng có thể thấy được người đâm dùng bao nhiêu sức lực biệt thự sở gia ở vùng ngoại thành nhất định phải đi qua con đường hẻo lánh này rất ít có chiếc xe nào đi qua nơi này cũng không có trang bị camera có thể thấy đối phương quen thuộc với nơi này như vậy trừ bỏ tần tùng thì còn có thể có ai sở ca thấy tần phương xuống xe xác nhận người chết ở phía sau xe xong mới xoay người lái xe nghênh ngang mà đi đôi tay sở ca dùng sức nắm ngực trong mắt vẫn hận sắp đem cô bao phủ, mấy ngày kế tiếp, sở ca quả thực giống như sống ở trong địa ngục, cha cô nghe được tin cô chết bi thương quá độ, bệnh tim đột ngột phát tác mà qua đời, mẹ cô trước mất đi con gái lại mất đi bạn già, đã kích liên tiếp làm tinh thần bà thất thường, trượt chân từ trên lầu rơi xuống bỏ mình. Sở thị một đêm đổi chủ, sở ca tận mắt nhìn thấy cha mẹ chết nhưng lại bất lực, trong lòng oán hận không thể đem cô cả người xé rách. Sở ca nhìn về phía không trung, mặt đầy phẫn nộ. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Cô chỉ là nhìn không rõ người, vì cái gì phải trừng phạt cô lớn như vậy? Sở ca không có thấy, khóe mắt cô thế nhưng chảy ra một giọt nước mắt màu đỏ. Chương 2 Thế giới thứ nhất, tổng tài dưỡng nữ, 1 Nguồn Mê truyện audio.com Edit Beta Đinh Di ca mở mắt ra, phát hiện mình đang quỳ gối bên cạnh một cái quan tài, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cũng may là còn nhớ rõ chính mình đang làm nhiệm vụ, nên miễn cưỡng bình tĩnh lại. ngẩng đầu lên không giấu vết tuần tra một vòng, thấy không có người chú ý tới chính mình, mới ở trong lòng gọi hệ thống. Hệ thống ngươi ở đâu? Đây. Nó mở miệng nói một chữ, lại dọa sở ca nhảy dựng, vội vàng nhìn về bốn phía, thấy người khác giống như không nghe được, mới thoáng yên tâm không phải là một cái âm thanh lạnh như băng sao vì sao lúc này lại thành một giọng trẻ con thực manh giống như biết cô nghi vấn giọng trẻ con mở miệng giải thích nói yên tâm chỉ có ngươi mới có thể nghe được ta nói ta chỉ phụ trách giúp ngươi trong lúc làm nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cũng sẽ nhất định chỉ đạo cho ngươi nhưng cụ thể tiến độ hoàn thành thì còn cần chủ nhân phải tự mình làm hiện tại có hay không truyền cốt truyện được truyền đi Vừa dứt lời, sở ca liền cảm giác được một trận ký ức không thuộc về mình ào ạt tiến vào trong đầu, lập tức đầu có chút đau, người cũng ngất đi. Lần này nguyên chủ gọi là sở ca, là con gái của bạn tốt mà nam chủ đường huân đang thu dưỡng. Năm ấy, cha mẹ của sở ca ngoài ý muốn bỏ mình khi cô lên 5 tuổi, nên cô liền đi theo bà nội cùng nhau sinh sống, cuộc sống cũng yên tĩnh trôi qua, nhưng không nghĩ tới 10 năm sau, bà nội cũng bị bệnh mà qua đời, sở ca trời sinh tình cảm đơn bạc, bà nội qua đời, cô không phải là không thương tâm, chẳng qua là bởi vì không tiếp thu được tin tức bà nội cô qua đời, nên thời điểm trên tang lễ ngược lại không khóc được ở nông thôn nói, thân nhân duy nhất của sở ca mất, mà cô ngược lại một giọt. Nước mắt cũng không rớt, lập tức bị đánh giá là tâm lãnh khóc. Dân quê thích khô môi múa mép, lời đồn đã truyền đến truyền đi, truyền tới cuối cùng liền thành sở ca lòng lan dạ sói, cũng không biết cảm ơn bà nội đã nuôi cô lúc sau đường huân tới tham gia tang lễ còn chưa có nhìn thấy sở ca liền nghe được tin đồn về cô chỉ là hắn khi còn nhỏ đã gặp qua đứa nhỏ kia tuy rằng tính tình thanh lãnh một chút nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết cảm ơn cho nên tuy rằng thấy kỳ quái bà nội cô qua đời mà không có thấy sở ca biểu hiện thương tâm ra ngoài nhưng cũng không có để ở trong lòng sau khi kết thúc tang lễ đường huân liền mang sở ca trở về thành phố mẹ đường chướng mắt thân phận của sở ca nên không đồng ý đem cô nuôi ở nhà đường huân bất đắc dĩ đành phải tạm thời đem cô nuôi ở bên người an bài trường cho cô đi học còn mời lão sư tới phụ đạo bài tập cho cô thời gian từng ngày trôi qua sở ca cũng không biết có phải hay không thật sự quá mức cô đơn vẫn là đường huân quá mức ưu tú chờ thời điểm sở ca hiểu được cô đã đối với đường huân rễ tình đâm sâu chỉ là một cái là quan hệ của bọn họ bị trói buộc ở nơi đó một cái khác là cô biết rõ ràng Đường Huân đối với cô không có tình ý, cho nên cô liền đem tâm tư của chính mình chôn ở đáy lòng, ai cũng không biết. Cô vẫn luôn cho rằng cả đời cô cứ như vậy nhìn hắn thì tốt rồi, nguyên bản cốt truyện là thời điểm Đường Huân ở một lần tiệc rượu gặp được nguyên bản nữ chủ với Thanh Thiển, hai người dần dần có tình cảm, rồi sau đó sống hạnh phúc với nhau, Sở Ca tuy rằng không có kết hôn, nhưng cả đời cô luôn tận sức làm việc từ thiện, cả đời cũng được sống viên mãn chính là không nghĩ tới nữ phụ với hà thế nhưng trọng sinh, thời điểm ở một lần tiệc rượu thừa dịp đường huân say rượu hạ dược rồi cùng hắn xảy ra quan hệ, sau đó đem với thanh thiển đẩy cho nam phụ, 5 năm sau mang theo bảo bảo thiên tài cường thế trở về, nguyên bản với hà năng lực cũng không có yếu, hơn nữa cô ta còn đoán trước được tiên cơ, nên đến trợ giúp thương nghiệp lớn cá sấu của trịnh nham, cho nên lần về nước này, một bên âm thầm ngán chân đường gia, một bên thì lấy thân phận giả người cứu giúp xuất hiện ở bên người hắn. Thời điểm đường huân có hảo cảm đối với cô ta thì cô ta cho làm hắn phát hiện bọn họ còn có một bảo bảo, vì thế hai người thuận lý thành chương ở bên nhau. Vốn dĩ sở ca cũng không có chuyện gì, chính là thời điểm ở đời trước, sở ca đã từng kinh thường cô ta, nhưng sự thật xác thật là trong lòng với hà tự ti, hơn nữa sở ca tính tình thanh lãnh, luôn luôn đối với những chuyện không liên quan tới mình thì không quá để ý, tự nhiên liền có vẻ có chút cao cao tại thượng chứ không phải là cô thật sự khinh thường cô ta cho nên cô ta liền trong tối ngoài sáng bắt đầu kích thích sở ca sau đó thiết kế làm đường huân nhìn thấy tình cảm đạm bạc của sở ca vì lợi thế mà sở ca càng không tiếc thiết kế con trai của chính mình làm hắn cảm thấy sở ca không có tình cảm thời điểm vừa mới bắt đầu đường huân còn tin tưởng sở ca không phải là cái loại người này nhưng sau khi trải qua chuyện con trai thiếu chút nữa mất mạng rốt cuộc đối với sở ca thất vọng khăng khăng đem cô đưa ra nước ngoài cho cô tự sinh tự diệt vâng mẹ bà nó vê tra nam vl đã đảo đã đảo vv chính là đường huân không chịu đưa cô vào trong ngục giam với hà liền nhận định sớm muộn gì đường huân cũng sẽ đối với sở ca mềm lòng đem cô đưa trở về chờ sở ca đi nước ngoài với hà liền liên hệ mấy tên côn đồ đem cô cưỡng hiếp làm cho cô thân bại danh liệt sở ca một người tự nhiên không thắng nổi nhiều nam nhân như vậy dưới tình huống như vậy nản lòng thoái chí cắn lưỡi tự sát những người lưu manh đó thấy cô tàn nhẫn với chính mình như vậy không khỏi bị dọa cho sợ âm thầm nói đen đuổi rồi đem thi thể cô vứt ở nhánh ngõ nhỏ đó liền xác cũng không có ai nhặt ký ức truyền xong hiện tại tuyên bố nhiệm vụ một làm cho với hà gậy ông đập lưng ông hai tìm kiếm thân thế bí mật ba, đạt được chất lỏng chân ái, số lần không giới hạn. Sở ca nhíu mày, hai cái trước thì lý giải được, còn cái thứ ba là cái quỷ gì? Hệ thống ngươi ra đây, chất lỏng chân ái là có ý gì? Ý trên mặt chữ, chất lỏng chân ái bao gồm nước miếng, mồ hôi, còn có tinh dịch. Một ha hả miệng sở ca lúc này thật muốn văn tục, cô vẫn luôn cho rằng này chỉ là một cái nhiệm vụ công lược mà thôi, ha hả, mẹ nó này thế nhưng lại là một cái hệ thống thịt văn bình tĩnh bình tĩnh sở ca cô là đại tiểu thư sở gia chú ý hình tượng phải chú ý hình tượng mẹ nó cô là một đại khuê nữ hoa cúc thế nhưng nó hệ thống kêu cô đi câu dẫn nam nhân bởi vì quá mức khiếp sợ sở ca soát một cái liền mở mắt liền nghe thấy bên cạnh có người kêu tỉnh tỉnh tiểu ca tỉnh lại rồi thế nào cảm giác đầu còn đau không không nghĩ tới đứa nhỏ này ngày thường nhìn quạng cua ẻ thế nhưng đối với bà nội nó lại xem trọng như vậy chưa đợi sở ca nói chuyện bên cạnh liền vang lên một trận âm thanh phụ họa sở ca rủ mắt xuống không có lên tiếng xem ra lúc này là bà nội sở vừa mới qua đời lời đồn đãi về cô còn chưa có truyền ra may mắn tới không muộn còn có thể giữ được ấn tượng lúc ban đầu của cô ở trong lòng đường huân hạ quyết tâm sở ca cũng không còn thấy áp lực một cổ mãnh liệt bi thương ở trong lòng kia chỉ chốc lát sau trên khuôn mặt tái nhợt nhỏ kia liền bị nước mắt che kín chờ thời điểm có người chú ý tới sở ca cũng đã khóc tới đầu một trận say xe lúc này mới có người giống như phản ứng lại tiểu ca có phải chưa có ăn cái gì hay không dứt lời liền đi lấy thức ăn cho cô sở gia không có thân thích gì mấy năm trước con trai con dâu ông nội đều qua đời nhà bọn họ chỉ còn lại một bà lão còn có một tiểu nha đầu, hiện tại bà nội sở đi rồi, không có người lo liệu tang lễ, cũng may bà nội sở cũng là người không tồi, có mấy người dân thôn nhiệt tình tới giúp đỡ lo liệu. Chương 3 Tổng tài dưỡng nữ 2 Nguồn Mê truyện audio com Edit Beta Đinh đi người ở một bên nhìn mà rơi nước mắt, một bên thì đi lấy thức ăn cho tiểu nha đầu này, trong lòng từng đợt lên men, ai? Bà lão lúc này mới đi được có mấy ngày, tiểu ca liền gầy một vòng, trên mặt đã không còn huyết sắc, trắng bệt dọa người. Hiện tại, người trong thôn cũng không có giàu có gì, sở gia lưu lại tiểu nha đầu này một mình thì làm sao đây nha, sở ca ăn xong, liền đi xuống giường. Một bà thím bên cạnh tay mắt lanh lẹ đè cô lại, tiểu ca, con làm gì vậy? Thân mình còn chưa khỏe thì đừng đi xuống dưới. Sở ca trước dùng tay áo lau nước mắt, sau đó bắt lấy tay bà ta, "Thím Ba, con không có việc gì." Trước mắt bà nội không có ai trông, lập tức phải an táng, con phải đi đưa bà nội. Tiểu cô nương ra vẻ kiên cường nói, tức khắc làm tất cả phụ nữ trung niên ba, 40 tuổi trong phòng đều đỏ hốc mắt, người bị gọi là Thím Ba sờ sờ đầu Sở ca, từ bên cạnh lấy một chiếc áo khoác thật dày mặc vào cho cô, "Được, Thím Ba đi cùng con." sau đó nắm tay sở ca đi tới quan tài ở bên ngoài sảnh đã đến giờ đưa ma hiện tại nông thôn vẫn còn duy trì tập tục thổ tán mộ địa của sở gia khá xa dọc theo đường đi sở ca không trên một tiếng yên lặng đi theo phía sau quan tài thím ba thấy được liền một trận đau lòng thổ tán ta nghĩ chắc là chôn xuống đất giống mình á quan tài xuống mồ người chung quanh đều đi hết rồi sở ca nhìn đống đất mới được đào lên trước mắt không nói gì thím ba kéo kéo tay cô tiểu ca chúng ta trở về đi. Sở ca đem tay từ trong lòng ngực thím ba rút ra, đem tiền lúc thời điểm vừa mới rời giường từ trên giường lấy được nhét vào trong tay thím ba, thím ba mở ra, vừa thấy liền hoảng sợ, cái này cũng không phải là một số tiền nhỏ, thế nhưng có tới 5 ngàn. Tiểu ca Sở ca đem tiền một lần nữa bao bọc tốt, đặt ở tay bà ta, thím ba, tang lễ bà nội ít nhiều chú ba cũng hỗ trợ mua quan tài gì đó, bà nội mới có thể bình an mà xuống mồ, tiền này thím ba trả cho nhóm chú thím đã hỗ trợ giúp con còn tiền dư lại thì thím cứ giữ lại đi coi như là tiền còn mời chú thím hỗ trợ con thím ba nghe vậy liền tức giận đem tiền nhét vào trong tay sở ca cái này thì có là gì hàng xóm quê nhà với nhau giúp một chút còn có thể lấy tiền con đem thím trở thành người gì rồi sở ca đem tiền đặt ở trong tay thím ba nâng mặt lên trên mặt không cho phép người ta từ chối thím ba con biết mọi người đều là người tốt, chính là cái này dù sao cũng là tan sự, liền tính thím cùng với chú ba không ngại, nhưng những người khác thì sao? Thím ba, con đưa tiền này là hy vọng về sau sẽ không có người bởi vì chuyện này mà oán trách bà nội, thím nhận lấy đi. Thím ba có chút do dự, dù sao sở ca nói cũng là sự thật, cũng liền không từ chối. Được, thím ba giữ giúp con, con cùng thím ba đi xuống đi, ở ngoài nắng lâu sẽ bị đen sở ca lắc đầu thím ba thím đi trước đi con trò chuyện cùng với bà nội một lát yên tâm con khẳng định sẽ trở về trước trời tối thím ba bất đắc dĩ đành phải gật gật đầu một mình đi xuống dưới chân núi đi đến nửa đường thì quay đầu lại nhìn thân mình tiểu cô nương đơn bạc cô đơn đứng ở một mảnh địa phương trống trải càng hiện lên vẻ cô tịch thím ba thở dài nhịn không được mà đỏ hốc mắt sở ca đứng ở trước mộ bà nội nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt trên mặt sau đó quay đầu nhìn về một bên bên kia có ba cái mộ bia phân biệt chỗ an táng ông nội sở cùng với ba mẹ của sở ca sở ca hơi lui lại phía sau mấy bước ông nội bà nội chú gì không biết mọi người có nhìn thấy sở ca hay không nhưng mọi người yên tâm đời này con sẽ làm cho sở ca sống thật tốt làm cho những người từng tổn thương cô ấy bị trừng phạt sau khi nói xong đối với phần mộ trước mặt dập đầu mấy cái liền xoay người đi đầu cũng không quay lại lúc này đường huân hẳn là đã tới rồi đi sở ca đi tới dưới chân núi quả nhiên ở cửa nhà mình gặp được đường huân chỉ là hắn tới chậm tang lễ đã kết thúc cho nên hắn mới ở chỗ này chờ sở ca chỉ là nhìn thoáng qua rồi thôi nỗ lực khống chế xúc động muốn phát gục hắn ở trong lòng ngực mình rốt cuộc cô hiện tại còn không có quen biết đường huân âm thầm nhíu mi xem ra cảm xúc của nguyên chủ vẫn còn lưu lại trong cơ thể hít sâu vài cái, mới ngăn chặn được xúc động trong lòng, xem ra phải tìm hệ thống yêu cầu một chút phương pháp khống chế mới được, bằng không sẽ dễ dàng phá hư chuyện. Sau đó liền hờ hững từ bên người hắn đi qua, trên đường đường huân chậm trễ trong chốc lát, cho nên thời điểm đến nơi đã là buổi tối, đợi hồi lâu cũng không thấy có người tới, thời điểm đang định từ bỏ, liền thấy ở trên đường xuất hiện một thiếu nữ thật xinh đẹp, chỉ là sắc mặt có chút tái nhật nhìn lâu một chút mới rốt cuộc từ trên mặt cô nhìn thấy bộ dáng quen thuộc, đứa nhỏ này một năm không thấy liền biến hóa thật lớn. Vừa định mở miệng, lại thấy cô thế nhưng trực tiếp lướt qua hắn đi tiếp, đường huân sửng sốt một chút, cô đây là không quen biết hắn. Thời điểm cô mở cửa, hắn chạy nhanh tới giữ chặt cánh tay cô, lại thấy trên mặt cô rõ ràng có chút phòng bị. Nhịn không được cười một tiếng, tiểu nha đầu không quen biết chú. Chúng ta năm trước còn gặp qua chú là bạn của ba ba con đường huân lúc trước con còn kêu chú là chú đường con còn nhớ không sở ca nghe thấy hắn nói nghiêm túc liền đánh giá một chút sau đó trong ánh mắt lộ ra thần sắc hiểu rõ rồi nhàn nhạt kêu một tiếng chú đường sau đó mở cửa ra đi được một đoạn rồi quay đầu mới phát hiện hắn còn đứng ở ngoài cửa nghi hoặc nhìn về phía hắn đường huân không biết vì sao lại trong ánh mắt của cô đọc ra được chú vì sao không tiến vào sau đó nhịn không được khụ một chút, đi theo phía sau cô tiến vào phòng, ở nông thôn, phòng ở tự nhiên không có đẹp, trang hoàng giống như trong thành phố, nhưng trong nhà nơi nơi lại tràn ngập không khí ấm áp, bức màn có hoa, trên sofa cũng có hoa văn giống như vậy, mặt trên đệm dựa có mấy hình dáng đáng yêu, trên bàn bày một bình hoa nhỏ, tuy rằng một chút đều không quý báu, nhưng lại mặt danh cảm thấy rất thư thái. Đường Huân ngồi ở trên sofa nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn cũng cảm thấy Hả lỏng. Lúc này sở ca từ trong phòng bếp mang ra hai ly nước, một ly đặt ở phía trước hắn, một ly khác thì cô ngồi ở đối diện hắn bưng lên nghiêm túc uống. Thật là nghiêm túc, đôi tay ôm cái ly, đôi mắt to cũng gắt gao mà nhìn hắn chầm chầm, thẳng đến khi thời điểm uống được một nửa mới nhẹ nhàng mà đem ly nước thả xuống, miệng thở ra một hơi thật sâu, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cung nhỏ. Hiển nhiên là bởi vì tâm tình đã được giải khác nên không tệ lắm, biết rõ là không thích hợp, nhưng đường huân vẫn là không nhịn được mà muốn cười nên đành phải bưng ly nước lên uống để che giấu khóe miệng đang nhếch lên của mình thật sự là quá đáng yêu thả ly nước xuống đường huân nhìn về phía cô gái nghiêm trang ở đối diện nghĩ nghĩ vẫn nên quyết định đi thẳng vào vấn đề sở ca con đi theo chú không sở ca ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn tuy rằng không có mở miệng nhưng trong ánh mắt biểu hiện rõ ràng là cô muốn nói có ý gì hiện tại bà nội con không còn nữa chú không yên tâm để con ở chỗ này một mình con nguyện ý đi theo chú không về sau chú sẽ đối xử với con thật tốt sở ca cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn chú vẫn sẽ luôn đối xử tốt với tôi sao sẽ không bỏ tôi lại một mình sao đường huân nghe vậy liền dừng lại đột nhiên có một chút đau lòng chú sẽ đối xử tốt với con sẽ không bỏ con lại một mình sở ca nhẹ nhàng cười với hắn, được, tôi tin tưởng chú. Tôi đi theo chú. Chương 4 Tổng tài dưỡng nữ 3 Nguồn Mê truyện audio com Edit beta Đinh điếp quyền quyết định đi, sở ca cũng liền không có kéo dài, suốt một đêm đem đồ vật của mình thu thập một chút. Rồi quyết định sáng sớm hôm sau lên đường rời đi, chỉ là chờ sau khi đường huân rửa mặt xong đi ra thì lại có một chuyện, trong nhà tổng cộng có hai phòng, bà nội sở mới vừa qua đời, phòng đó tất nhiên là không thể cho hắn ở được, sofa thật ra có thể nằm, nhưng lúc này đã tiến vào tháng 11, trong nhà lại không có điều hòa, nếu nằm ở đây một ngày như vậy thì ngày mai đừng. Nói tới lái xe, mà nên trực tiếp gọi xe cứu thương, sở ca thấy hắn nhíu mày nhìn chầm chầm vào sofa, liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nhưng bản thân sở ca tính tình lãnh đạm, cô cũng không tốt tới mức mà biểu hiện ra nhiệt tình của mình. Nghĩ một lúc, mới từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc chăn đệm dùng trong mùa đông, ngăn ở giữa trên chiếc giường nhỏ trong phòng của cô. Sau đó lôi kéo Đường Huân đi vào, "Chú Đường, bên ngoài quá lạnh, chú trước tiên cứ ngủ ở trong phòng của tôi một đêm đi, hôm nay đành phải ủy khuất chú phải ngủ ở nơi này rồi." Đường Huân có chút do dự, "Sở ca không phải là một người cô gái hay sao?" cô nếu như ở cùng một chỗ với hắn hình như không tốt lắm thì phải sở ca cũng thấy được nghi hoặc ở trong mắt của hắn bất quá hắn chưa nói ra thì cô cũng làm bộ cái gì cũng không biết đường huân thấy sắc mặt sở ca trước sau đều như thường trong chốc lát đột nhiên bật cười hắn là một người lớn như vậy nhưng thật ra còn không có rộng rãi bằng một cô gái suy nghĩ xong cũng liền tự nhiên lên nằm chung với cô sở ca vẫn luôn âm thầm quan sát phản ứng của đường huân thấy thần sắc hắn bình tĩnh trở lại mi mắt cô rủ xuống nhưng thật ra khóe miệng cong lên thấy hắn đã nằm xuống giường cô cũng cầm đồ rửa mặt của mình đi rửa mặt đứng ở trước gương sở ca mới có thời gian nghiêm túc đánh giá lại thân thể này tuy rằng nguyên lai từ trong trí nhớ biết được ký chủ lớn lên rất đẹp nhưng lại không nghĩ rằng sẽ đẹp đến như vậy khuôn mặt nhỏ lớn bằng bàn tay làn da trắng nõn một đôi mắt to thanh triệt trong sáng giống như có thể nói cái mũi thanh tú cao thẳng còn có một cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, tuy rằng dung mạo lúc này còn hơi non nớt, nhưng cũng có thể nghĩ đến sau này lớn lên sẽ tuyệt sắc như thế nào, càng khó nói chính là sở ca lúc này tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng thân thể đã phát dục cực tốt. dáng người cao thẳng thon dài, bộ ngực trắng nõn cao ngất đồ sộ, hai đầu vê hồng nhạt giống như là hai đóa hoa anh đào xinh đẹp chờ người tới hái. Đi xuống một chút là eo gầy của cô, hạ thân cô thế nhưng trắng nõn không có lông tóc gì, sau đó là đôi chân dài thẳng tắp. Nghĩ đến danh khí mà hệ thống nói, mặt sở ca có chút đỏ, chạy nhanh cầm quần áo mặc lại trên người, sau đó ngồi ở trên ghế bắt đầu xem lại cốt truyện. Hiện tại cốt truyện mới vừa đi đến lúc đường huân mới bắt đầu thu dưỡng sở ca, nhưng mà Tùy Hà đã trọng sinh, Tùy Thanh Thiển đã đi ra nước ngoài, nhưng còn một cái khác gây bất lợi cho cô là, Tùy Hà đã cùng đường huân phát sinh quan hệ, lúc này đã sớm đi dưỡng thai tình huống hiện tại thì nhiệm vụ thứ nhất bằng năng lực hiện tại của cô căn bản là không có biện pháp đi làm cái gì thứ hai về thân thế bí mật tuy rằng nguyên chủ không biết nhưng sở ca thì lại biết hết cốt truyện nguồn lực lớn nhất của tùy hà là dựa vào con gái người đứng đầu trịnh gia trịnh nham hơn nữa trịnh nham đối với tình nhân vẫn là có vài phần thiệt tình kịch tình nguyên bản là sở dĩ tùy hà có thể được trịnh nham trợ giúp cũng là vì cô ta lớn lên cùng với tình nhân của trịnh nham cùng mẹ của sở ca có vài phần tương tự nhau editor cái này người ta gọi là thế thân nè v nhưng hiện tại sở ca lại không chuẩn bị đi nhận người thân một cái là hiện tại chủ lực của trịnh gia đều ở nước ngoài ngoài tầm tay đối với sở ca một cái khác chính là nếu thật sự nhận người thân trịnh gia khẳng định sẽ đem cô trở về đường huân cũng không có tư cách thu dưỡng cô cái này đối với nhiệm vụ thứ ba của cô mà nói là phi thường bất lợi, về cái thứ ba là làm sao để câu dẫn được đường huân, hiện tại thì sở ca hoàn toàn không có manh mối gì. Nhưng nếu không làm thì đại biểu cho nhiệm vụ không hoàn thành, mà nhiệm vụ không hoàn thành thì không thể về nhà, không thể trừng phạt tần tùng, không thể làm cho cha mẹ sống lại. Cái này tuyệt đối không được, sở ca mới vừa hạ quyết tâm, dương mắt lại thấy được khuôn mặt ngây ngô trong gương, lập tức liền tức giận, ha hả, thân thể này mới có 15 tuổi, thật sự có thể câu dẫn gì gì đó sao, vẫn là nên sau khi trưởng thành rồi nói sao. Hiện tại vẫn nên đi công tâm thôi, hạ quyết tâm sở ca nhẹ nhàng thở ra một hơi, trồng áo ngủ lên rồi đi ra ngoài, trở lại phòng lại thấy đường huân không có ở trên giường, kiểm tra một vòng. Mới phát hiện ra hắn đang ở trong sân Nguyên lai like là gọi điện thoại Sở ca nghe xong một hồi Biết là hắn gọi điện thoại cho mẹ đường mới yên tâm đi ngủ thời điểm đường huân trở lại phòng sở ca đã ngủ rồi khuôn mặt nhỏ trắng nõn chiếu vào trên chăn màu xanh biển làm cho sở ca càng có vẻ đáng thương đường huân chỉ nhìn thoáng qua liền dời ánh mắt vừa định lên giường thì nghe được phía sau truyền đến một trận âm thanh nức nở nhẹ nhàng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng mình nghe lầm nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua thế nhưng không phải là ảo giác thật là sở ca đang khóc đường huân hoảng sợ còn tưởng rằng cô không thoải mái chạy nhanh đi qua thì thấy mặt của nha đầu nhỏ này đã đầy nước mắt trong miệng nhẹ nhàng kêu bà nội bà nội đường huân thở dài thời điểm vừa tới thấy cô thần sắc bình tĩnh thì ra nguyên lai like là đem cảm xúc giấu ở trong lòng hắn cũng biết lúc này không thể đột nhiên đánh thức cô bằng không sẽ dọa cô sợ thấy cô dựa vô trong ngủ đành phải nửa ngồi ở trên giường nhẹ nhàng mà kêu cô sở ca sở ca tỉnh lại nha đầu nhỏ này mê mê hoặc hoặc tỉnh lại thấy hắn giống như người quen, cũng giống như còn chưa có hoàn toàn tỉnh lại, mở một đôi mắt to ướt dầm về nhìn hắn, trong thanh âm còn mang theo tiếng khóc nức nở, "Chú Đường, bà nội không còn nữa." "Không ai cần tiểu ca nữa." Ô ô, Đường Huân không biết có phải cô khóc quá thảm hay không, nhưng vẫn là biểu tình của cô quá mức đáng thương, trong lòng lập tức cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai cô, "Ngoan, không có việc gì." "Còn chú Đường cần tiểu ca." Thật sao? đường huân nhìn đôi mắt thanh thấu trước mắt mình, trong lòng liền mềm nhũng ra, vì thế gật gật đầu, ừ. Vừa dứt lời, đột nhiên trong lòng ngực xuất hiện một thân thể mềm mại, hắn lại bởi vì trọng lực lớn mà lập tức nằm ở trên giường, đường huân hoảng sợ, vừa định đẩy cô ra liền cảm giác được bả vai truyền đến một trận ấm áp, tay đẩy cô ra dừng lại một chút, mới chậm rãi đặt trên lưng cô gái nhỏ đang ghé vào trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác gì, nhưng thời gian dài liền có cảm giác không đúng, bởi vì muốn đi ngủ, nên hắn cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi, mà. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được ngực mềm mại của sở ca dán vào ngực hắn, hơn nữa cô còn không có mặt nội y, cảm giác được loại tình huống này, đường huân tức khắc liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, hơn nữa, bởi vì tư thế bò của cô, nên trên váy ngủ, lộ ra đùi trắng nõn, thậm chí hắn một cúi đầu một chút cũng có thể nhìn thấy được quần lót của cô. Chương 5 Tổng tài dưỡng nữ 4 Nguồn Mê truyện audio.com Edit beta Dindy kinh huân thật nhanh đem cô từ trên người hắn buông xuống, lúc này mới phát hiện cô đã ngủ rồi, hắn làm động tỉnh lớn như vậy cũng không có đánh thức cô. Nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, đem tư thế ngủ của cô chỉnh lại, đem chăn đắp lên cho cô rồi hắn mới trở về trên giường cũng không biết qua bao lâu mới chậm rãi đi ngủ, sáng sớm hôm sau, hai người liền rời đi nơi này. Đường huân nhìn thì trên mặt không có biểu tình gì, nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn chầm chầm phía sau qua kính chiếu hậu, hắn tình nguyện cho cô khóc lóc phát tiết giống như đêm qua, mà không phải giống như bây giờ cái gì cũng đều giấu ở trong lòng, hai người một đường không nói chuyện, thực nhanh đã về tới nội thành. Cùng với kiếp trước giống nhau, đường huân muốn đem cô về nhà cũ, tới trước cửa, đường huân cũng không có vội vã xuống xe mà ngược lại nhìn về phía sở ca ngồi ở một bên tiểu ca con thích nơi này không mắt sở ca nhìn xuyên thấu qua kính pha lê nhìn hoàn cảnh chung quanh tuy rằng hiện tại rất lạnh nhưng nơi này hoa vẫn tươi xanh được trồng xung quanh rất là xinh đẹp sở ca thu hồi tầm mắt nhìn hắn giống như đoán được cái gì nhẹ nhàng mà gật gật đầu một lát sau hỏi hắn chú cũng ở nơi này sao đường huân cúi đầu cười sờ sờ đầu cô chú không ở nơi này được, nơi này có gia đình chú, ba mẹ chú với anh của chú, còn có một cháu trai nhỏ rất đáng yêu. Về sau con theo chân bọn họ cùng nhau ở nơi này được không? Cuối tuần chú sẽ trở về thăm con. Sở ca sửng sốt một chút, thật nhanh cúi đầu, đường huân giống như thấy được trong mắt cô nước mắt đang hiện lên. Nhưng thời điểm chờ hắn nhìn kỹ lại thì giống như lúc nãy cái gì cũng đều không nhìn thấy, hắn có chút hoài nghi chính mình có phải nhìn lầm rồi hay không nhưng cũng không có nghĩ nhiều gì, mở cửa xe rồi dẫn cô vào cửa lớn. Sở ca tự nhiên không có khả năng muốn ở chỗ này, vì thế cũng liền không có biểu hiện đặc biệt thân thiện. Đường phu nhân tự giữ thân phận, tất nhiên cũng không có khả năng sẽ đồng ý cho một đứa nhỏ mồ côi ở nơi này, hai mẹ con tan rã trong không vui, editor. Đổi xưng hô từ chú. Tôi sang chú. Con, mấy chương sau sau nữa sẽ đổi thành anh. Em, đường huân dưới sự tức giận nắm tay sở ca rời đi đi tới cửa sở ca nhẹ nhàng mà đem tay của mình từ trong tay đường huân rút ra chú đường chú đưa con về quê đi đường huân sửng sốt rồi thở dài không liên quan đến con con không cần phải suy nghĩ nhiều nói rồi vỗ vỗ vai cô sở ca nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn đường huân chú đường con chỉ là người ngoài chú với đường phu nhân là mẹ con là người thân nhất không thể bởi vì con mà làm cho mọi người trở nên không thoải mái người thân là quan trọng nhất chú đưa con về quê đi thím ba bọn họ tốt lắm bọn họ sẽ đối xử tốt với con bà nội có để lại tiền cho con có thể chống đỡ được tới lúc con tốt nghiệp đại học nên chú không cần lo lắng đường huân nhìn cô gái trước mắt đang nỗ lực khuyên hắn đưa cô đi đột nhiên nhớ tới thời điểm đêm qua cô gái nhỏ này hỏi hắn có phải hay không về sau sẽ không bỏ cô lại một mình tức khắc liền cảm thấy có chút chua xót duỗi tay ôm lấy bả vai cô đem cô mang trở lại trong xe không cần chú đáp ứng con về sau sẽ đối xử tốt với con như thế nào có thể không giữ lời được được rồi đi thôi về sau con liền ở với chú vậy con cũng không cần lo lắng quan hệ của chú với mẹ chú dù sao thì chú cũng là con trai của mẹ chú mẹ như thế nào sẽ tức giận với chú được nói xong cúi đầu nhìn mắt sở ca tuy rằng cô không nói gì nhưng khóe miệng lại nhếch lên một độ cung nhỏ hiển nhiên tâm tình rất tốt đường huân thấy thế mới thật sự nhẹ nhàng thở ra một hơi chung cư của đường huân vừa nhìn thấy liền biết là chung cư của một người đàn ông độc thân hoàn toàn không có một chút đặc sắc mềm mại gì đường huân đem người đưa đến một căn phòng bên cạnh phòng ngủ chính đem đồ vật trong tay buông ra rồi quay đầu nói với sở ca con trước cứ ở nơi này đi nếu không hài lòng trang hoàng của nơi này thì cứ nói muốn chỉnh sửa nơi này như thế nào thì viết xuống giấy chờ thêm mấy ngày nữa chú dẫn người lại đây cho con sửa chữa sở ca gật gật đầu cắt gao nhấp môi nhưng đôi mắt lại tỏa sáng có vẻ tâm tình đang rất tốt đường huân cũng yên tâm để cô đi nghỉ ngơi trước còn hắn xoay người đi nấu cơm hắn không thích trong nhà có người xa lạ cũng không thích người khác giúp mình cho nên đồ vật trong nhà hết thảy đều là tự tay hắn dọn dẹp vì có thể tự nuôi sống chính mình tài nghệ nấu ăn của hắn cũng không tệ lắm. Thời gian từng ngày trôi qua, chớp mắt một cái liền qua hai năm sau. Đường Huân đem cô an bài ở một trường cao trung tốt nhất thành phố, vừa mới bắt đầu còn lo lắng cô sẽ theo không kịp, nhưng về sau lại phát hiện cô thích ứng rất nhanh, trừ bỏ thời điểm vừa mới bắt đầu có khả năng không thích ứng được nên thành tích xếp hạng ở phía sau, rồi về sau thành tích lại vượt lên đứng đầu bảng, không người nào có thể vượt qua cô được, đối với điều này, sở ca tỏ vẻ quả thực quá nhẹ nhàng, thành tích bản thân nguyên chủ không tồi, lúc trước sở ca còn là học bá, hơn nữa cô. Còn có năng lực đã xem qua là nhớ, học tập gì đó căn bản không tính là gì, mấy năm nay, cô cùng đường huân ở chung với nhau càng ngày càng tốt, cô không giấu vết nỗ lực xuống, đường huân đối với một ít động tác thân mật của cô cũng dần dần thành thói quen, nguyên chủ không thích nói chuyện, sở ca tự nhiên cũng sẽ không lãm nhảm, rất nhiều thời điểm, đều là đường huân nói, Sở Ca liền trả lời hắn bằng một ánh mắt, hắn liền có thể hiểu được ý cô là gì, loại năng lực này ngay cả Ngọc Đồng cũng đều tỏ. Vẻ ngạc nhiên. Ngọc Đồng chính là người hiện tại đang phụ trách giúp cô làm nhiệm vụ. Editor. Ngọc Đồng là hệ thống á mấy nàng, Sở Ca lập tức liền phải nhập học ở trường Cao Tam, trường cấp 3, tuy rằng Đường Huân biết thành tích của cô tốt, nhưng yêu cầu so với lúc trước thì quản lý nghiêm khắc hơn cô cũng không dễ dàng gì mà trốn học được. Nhưng hôm nay sở ca lại nói dối là đi bệnh viện bởi vì hôm nay con trai lớn của Trịnh Nham xảy ra tai nạn xe cộ mà mất máu quá nhiều nên muốn truyền máu. Nhưng bệnh viện lại không có đủ nhóm máu đặc thù này, vẫn là khẩn cấp điều máu từ các bệnh viện khác lại đây. Cũng vì cái này mà Trịnh Nham mới bắt đầu thành lập cho cả nước một số lượng lớn máu đặc thù này. Cũng bởi vì chuyện này mới có thể một năm sau mà gặp được tình nhân có chút cùng loại với Tùy. Hà, đối với cô ta chăm sóc nhiều hơn hiện tại quan hệ của cô cùng đường huân dần dần thân mật nên cũng muốn bắt đầu vạch trần thân thế bí mật thời điểm sở ca xuống cầu thang cố ý đi chậm bước chân mới vừa đi đến cửa phòng cấp cứu liền nghe thấy điện thoại nói có người cần gấp nhóm máu rờ hờ vội vàng đứng dậy giữ chặt tiểu hộ sĩ tôi là nhóm máu rờ hờ tôi có thể hiến máu tiểu hộ sĩ vui mừng phát khóc lôi kéo cô chạy nhanh tới phòng giải phẫu rốt cuộc cũng tìm được cứu tinh Người kia thật sự là quá mức khủng bố, Sở Ca nhịn xuống cảm giác đau chân chạy theo ở phía sau, cô hiến tới 600cc máu, nên thời điểm ra tới chân cũng không đứng thẳng nổi, kết quả là không thấy được bậc thang, trượt chân một cái, may mắn là có người khác đỡ, Sở Ca ngẩng đầu lên, vừa thấy là Trịnh Nham, cũng không nói chuyện, cô nhàn nhạt nói cảm ơn liền đẩy tay ra rồi rời đi. Bằng vào khuôn mặt của cô cùng mẹ cô tương tự như thế, cô cũng không tin Trịnh Nham sẽ thờ ơ, quả nhiên Trịnh Nham nhìn khuôn mặt của cô gái trước mắt nháy mắt liền ngây dại, thẳng đến khi người đi rất xa rồi mới lấy lại được tinh thần, kéo tiểu hộ sĩ qua một bên hỏi, người vừa nãy là ai? Tiểu hộ sĩ nhìn bóng dáng của sở ca, hả, người đó chính là cô gái vừa mới hiến máu. Hiến máu? Phòng giải phẫu cho người hiến máu. Trịnh Nham trong lòng cả kinh, bởi vì thời điểm lúc trước cô ấy đi chính là đang mang thai, chẳng lẽ cô gái đó thật sự là con của hắn tiểu hộ sĩ gật gật đầu thấy hắn không có phản ứng liền chạy nhanh đi trịnh nham áp xuống kinh ngạc ở đáy lòng lấy di động riêng của hắn ra gọi cho trợ lý kêu hắn đi điều tra chuyện lúc trước của mẹ sở ca bất quá hiện tại sở ca cũng không biết nói gì hiện tại cô đang bị đường hưng mắng đến bệnh viện vì sao không gọi điện thoại cho chú đến đó cũng không biết làm gì còn có trên thế giới này không phải chỉ có con là có nhóm máu rờ hờ, một hai phải vội vàng đi hiến, máu của con nhiều lắm có phải hay không? Sở ca cúi đầu không nói lời nào, bởi vì hiện tại cô nếu như dám mở miệng nói câu nào, tuyệt đối có thể được nghe hắn nói nhiều hơn, nghe hắn nói xong, chuyện gì cũng không sao. Quả nhiên không bao lâu, đường huân phát hỏa xong liền không có việc gì, chỉ còn lại đau lòng đối với cô, hắn thế nhưng mát xa mắt cá chân cho cô, một bên hỏi cô, chân còn đau hay không, chờ chú xuống bếp nấu cho con canh hầm bổ máu ăn lót dạ, thật là, ngày thường con cũng không có nhiệt tình như vậy. Sở ca mở to hai mắt, khóe miệng gợi lên nụ cười xinh đẹp nhìn hắn chầm chầm, khuôn mặt nhỏ đáng yêu, đường huân thấy cô như vậy lập tức không khống chế được cảm xúc của hắn, nhịn không được bật cười, hai tháng sau. Bởi vì nhập học cao tam, áp lực học tập cũng có một chút khẩn trương lên, nguyên bản học sinh học ngoại trú hiện tại cũng cần phải ở trường học đợi đến 9 giờ tối mới có thể được về nhà. Hôm nay vừa lúc là thứ bảy, chỉ học có một khóa buổi sáng, sở ca mới đi ra từ cửa trường học không bao lâu, liền thấy một chiếc xe đi theo phía sau chính mình, đợi đến thời điểm trên đường không có người nào, chiếc xe mới trực tiếp ngừng ở trước mặt cô. Sở ca vừa thấy liền biết là người của trịnh gia cho nên căn bản không có khẩn trương, nhìn thấy bọn họ che ở trước mặt cô, chỉ là bực bội nhíu nhíu mày cô xuất hiện ở trước mặt trịnh gia là vì không muốn người trịnh gia giúp đỡ cho tùy hà chứ cô hoàn toàn không muốn nhận người thân huống hồ cô căn bản là không có ấn tượng tốt đối với trịnh nham này thời điểm thích thì sủng lên trời thời điểm không thích nữa liền bỏ như chiếc giày rách từ trên xe đi xuống một người có dáng vẻ quản gia đi tới trước mặt sở ca sở tiểu thư lão gia nhà chúng tôi muốn nói với cô vài câu mời sở ca nhấp nhấp môi biết chính mình không thể trốn được, liền thuận thế mà lên xe, chỉ là biểu tình đặc biệt không tốt. Trịnh Nham đầu tiên là nhìn chầm chầm sở ca trong chốc lát, thấy cô trước sau không có biểu hiện ra khiếp đảm, không khỏi trong lòng đối với cô xem trọng vài phần. Hắn nghĩ thầm không hổ là con của Trịnh Nham hắn, phần can đảm này không phải người khác có thể so được với cô, từ bên cạnh lấy qua một phần văn kiện đưa cho sở ca. Mở ra nhìn xem đi. Sở ca mở ra, là một phần xét nghiệm ADN, kết quả xác nhận giám định là hai người có quan hệ cha con. Sở ca xem đến kết quả trong nháy mắt biểu tình có chút kinh ngạc, sau đó liền trở về bình tĩnh, dương mắt nhìn về phía trịnh nham, ông cho tôi biết những thứ này, hiện tại tôi có thể đi được rồi sao? Trịnh nham nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía cô, người bình thường nếu biết được cha mẹ ruột của chính mình hoặc là phẫn nộ, hoặc là cao hứng, hoặc cũng có khiếp sợ, cô tại sao lại bình tĩnh như vậy? sở ca hỏi xong thấy hắn không có phản ứng, liền không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, giơ tay phải lên mở cửa xe. Trịnh Nham chạy nhanh giữ chặt tay cô, biết ta là cha ruột của con, con không nghĩ nói cái gì đó với ta sao. Sở ca rút cánh tay bị bắt lấy ra, dương mắt nhìn về phía hắn, nói cái gì. Lúc trước, tôi không quen biết ông, ông cũng chưa từng chăm sóc cho tôi, chúng ta không có lời nào để nói. Nói xong liền đẩy cửa đi xuống xe, Trịnh Nham ngăn cản động tác đóng cửa của cô, "Con không hỏi ta, tại sao không đi tìm mẹ con sao?" Rốt cuộc cũng là mẹ con cực cực khổ khổ chăm sóc con 3 năm. Sở Ca híp mắt nhìn về phía Trịnh Nham, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia cười lạnh, "Mẹ tôi?" "Đó là ai?" Nói xong xoay người liền đi, chạy nhanh tới ngăn cản một chiếc xe taxi rời đi nơi này, quản gia có chút ngốc lăng nhìn Trịnh Nham, "Lão gia, có đuổi theo không?" Trịnh Nham mỏi mệt thở dài, không cần, đứa nhỏ này chỉ biết chạy, ông đi an bài một chút đi, tìm thời gian để tôi nói chuyện với người giám hộ hiện tại của nó. Vâng. Sở ca ngồi trên xe nhưng vẫn cảm thấy ngực đau đến khó chịu, hiện tại cô muốn gặp đường huân nhất, vì thế thời điểm khi tài xế hỏi cô muốn đi nơi nào, cô không chút do dự nói ra địa chỉ công ty của đường huân. Bởi vì lúc trước sở ca đã tới nơi này mấy lần, cho nên cũng không có ai ngăn cản cô, một đường đi tới văn phòng tổng tài, cửa đột nhiên bị đẩy ra, cô liền lập tức vọt vào trong lòng ngực của Đường Huân, thời điểm Sở Ca đến, Đường Huân đang an bài công việc cho các giám đốc của từng bộ phận, thời điểm cửa đột nhiên mở ra, hắn vừa định phát hỏa, liền thấy là Sở Ca tiến vào, hắn lắp bắp kinh hãi, vừa định đứng lên hỏi cô làm sao vậy, đã bị một cổ lực thật lớn làm cho người hắn đụng vào trên ghế. Thấy trên mặt của những người trong văn phòng biểu tình một mảnh kinh ngạc, liền bực bội vẫy vẫy tay làm họ chạy nhanh ra ngoài, bọn họ đi rồi, Đường Huân mới vỗ vỗ vai cô gái trong lòng ngực, có chút không được tự nhiên, hắn ngồi ở trên ghế, cả người cô dán vào trong lòng ngực hắn, chân cũng quỳ gối ở hai sườn chân của hắn, tương đương với cả người cô đều ngồi ở trên người hắn, huống hồ bộ ngực đầy đặn mềm mại của cô đang gắt gao dán vào hai bên người hắn, ngày thường hai người rất ít khi có. Thời điểm thân mật như vậy, cô cũng không phải là một đứa nhỏ nữa tuy rằng hai người ở chung dưới một mái nhà nhưng cũng không có làm gì lúc này đột nhiên ỷ lại hắn như vậy khẳng định là đã xảy ra chuyện gì đó huống hồ còn không phải là việc nhỏ nghĩ như vậy lập tức cảm giác không được tự nhiên cũng đều không có trong lòng chỉ còn lại khẩn trương dùng sức đem cô đang chôn ở trong lòng ngực hắn ra nâng mặt cô lên quả nhiên tuy rằng cô không có khóc nhưng đôi mắt lại hồng hồng hiển nhiên là cố nén nước mắt lại trong lòng hắn có chút hoảng làm sao vậy thân thể không thoải mái sao? Hay là có người khi dễ con? Ngoan, nói cho chú biết. Sở ca nguyên bản không có tính khóc ra, nhưng rốt cuộc cô cũng không phải là nguyên chủ thật sự, tuy rằng trong lòng cô có chút không thoải mái, nhưng hoàn toàn không có nông nổi đến mức muốn khóc, nhưng không biết vì cái gì mà thời điểm nghe thấy đường huân nói như vậy, nước mắt cô hoàn toàn không khống chế được mà trào ra. Chỉ chốc lát sau, trên khuôn mặt nhỏ chỉnh trương đã bị nước mắt che kín, thấy cô vừa khóc, đường huân càng luống cuống đôi tay ở trên mặt cô động tác ôm nhu lau nước mắt cho cô ngoan đừng khóc nói cho chú biết làm sao vậy sở ca khóc đã rồi cũng có chút ngượng ngùng hít hít cái mũi mới chậm rãi đem chuyện hôm nay của chính mình gặp được trịnh nham nói với hắn đường huân nghe xong có chút khiếp sợ một lát sau mới đỡ lấy bả vai cô nghiêm túc nhìn về phía cô tiểu ca con nói trịnh nham là cha ruột của con vậy con nghĩ như thế nào sở ca mờ mịt nhìn về phía hắn, cái gì nghĩ như thế nào? Chính là con nghĩ. Muốn trở về cùng với hắn sao? Trong lòng đường huân có chút khó chịu, rốt cuộc ở chung lâu như vậy khẳng định là có tình cảm. Nhưng mà hắn tôn trọng quyết định của sở ca, sở ca nghe thấy hắn nói như vậy, một đôi mắt to gắt gao nhìn hắn chầm chầm, trong mắt rõ ràng có thần sắc bi thương, chú, có phải chú cảm thấy con là gánh nặng của chú hay không, chú nghĩ không muốn cho con ở lại, cho nên mới muốn cho con đi. Đường huân sửng sốt, lắc đầu thật nhanh, sao có thể chứ? Chỉ cần con không nghĩ đi, chú vĩnh viễn cũng không đuổi con đi. Tác giả có lời muốn nói. Thế nào nhân phẩm bảo bảo lại bùng nổ? Chương 6 Tổng tài dưỡng nữ, 5 Nguồn Mê truyện audio com Edit Beta Đinh Đi Pơn ca nghe vậy nhẹ nhàng thở ra một hơi thật sâu, vậy thì tốt rồi. Sau đó gắt cao ông chặt đường huân, chú, chú có tin hay không, con kỳ thật vẫn nhớ rõ chuyện lúc con 4 tuổi. Đường huân sửng sốt một chút, con nói, con còn nhớ chuyện lúc con 4 tuổi. Vâng, con biết con là con nuôi của ba mẹ. Con, đường huân sửng sốt một chút, có chút không biết mở miệng như thế nào, kỳ thật cũng không có gì, con nhớ rõ chuyện lúc trước con được ba mẹ nhận nuôi, con từng có một người mẹ, mẹ lớn lên rất xinh đẹp xung quanh mẹ có rất nhiều người theo đuổi nhưng trong lòng của mẹ chỉ có cha ruột con cho nên không có quan tâm tới bọn họ thời điểm vừa mới bắt đầu trên người mẹ còn có một ít tiền trịnh nham cho tiền đó chúng ta cũng có thể sống qua ngày nhưng thời gian dài tiền cũng xài hết mẹ cũng không có tay nghề đặc biệt gì nên chỉ có thể làm các loại việc vặt cuộc sống liền trở nên rất khổ sở cũng không biết từ khi nào mà ánh mắt mẹ nhìn con trở nên rất kỳ quái có buông tha có oán trách còn có hối hận đoạn thời gian kia con thực sự rất sợ hãi bởi vì con luôn có cảm giác mẹ sẽ vứt bỏ con cho nên từ hôm đó con không dám khóc không dám ghét bỏ quần áo khó coi đồ ăn không thể ăn rất sợ mẹ đột nhiên không cần con rồi buổi tối một ngày con đang ngủ lại không biết vì sao đột nhiên tỉnh lại liền thấy mẹ đang ngồi ở mép giường con dùng loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn con nói nếu như không có con thì mẹ sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu không có con mẹ sẽ hoàn toàn không có áp lực mà gả cho người mình thích lúc ấy con mê mê hoặc hoặc căn bản là nghe không hiểu lời mẹ nói thời điểm ngày hôm sau mẹ mua quần áo với kẹp tóc mới cho con còn mang con đi chơi công viên giải trí đã lâu con không được đi chờ đến thời điểm ra về mẹ đem con đặt ở cửa công viên giải trí nói muốn con về sau ngoan ngoãn không được cáo kỉnh kêu con ở nơi đó chờ mẹ mẹ đi mua nước cho con lúc ấy con rất vui vẻ cho rằng mẹ sẽ trở lại người mẹ ôn nhu lúc trước sẽ không vứt bỏ con chính là con chờ chờ mãi chờ đến lúc trời tối rồi mà cũng không thấy mẹ tới đón con con mới thật sự minh bạch được mẹ thật sự không cần con chú con không ngừng suy nghĩ nếu lúc trước con ngoan một chút tính tình trở nên ngoan ngoãn hơn mẹ có phải sẽ không bỏ lại con hay không chính là con hiện tại mới hiểu được mặc kệ con ngoan ngoãn như thế nào, mẹ cũng sẽ không cần con, bởi vì mẹ căn bản là không có làm tốt trách nhiệm của một người mẹ, con xuất hiện, chỉ là một sinh mệnh ngoài ý muốn của mẹ. Con sẽ không tha thứ cho mẹ. Sở ca ngữ khí bình bình đạm đạm, giống như là đang kể lại chuyện xưa của người khác chứ không phải cô, nhưng đường huân vẫn cảm thấy tâm của chính mình như bị cái gì nắm lấy, đau đến khó chịu. duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng cô đều đã qua đều đã qua rồi sở ca buông tay đang ôm cổ hắn ra duỗi tay chỉnh lại đầu tóc của mình có chút ngượng ngùng thấy chính mình còn đang ngồi ở trên người hắn nhìn không được mặt đỏ bừng chạy nhanh từ trên người hắn xuống nhưng bởi vì thời gian quỳ quá dài nên chân tê rần thời điểm đi xuống dưới chân mềm nên lập tức ngã về phía trước đường huân vừa đúng lúc đỡ được cô môi hai người tức khắc chạm vào nhau sở ca chớp chớp mắt đối với tình huống hiện tại có chút không phản ứng kịp cứ như vậy mà hôn lên đường huân cũng bị dọa sợ hơn nữa cảm giác trong tay tại sao lại quái quái hắn cúi đầu thì thấy một bàn tay của hắn đang đỡ bả vai cô một tay khác lại không nghiêng không lệch mà cầm đúng ngay ngực của cô mà hai tay sở ca chống ở trên vai hắn cái dạng này thấy thế nào cũng giống như người yêu đang tán tỉnh nhau chứ không giống như là một tình huống ngoài ý muốn tổng tài có kiều thị tới Tiếng đập cửa đột nhiên của thư ký làm bừng tỉnh hai người đang có chút dại ra, sở ca đột nhiên đẩy hắn ra, trốn vào trong phòng nghỉ. Đường huân nhìn cô đỏ mặt né tránh hắn, nhìn không được thanh thanh giọng nói, áp xuống từng trận ngứa ngáy ở trong lòng. Mở miệng dặn dò thư ký, dẫn người vào đi. Sở ca tránh ở trong phòng nghỉ, chậm rãi bình phục tim đang đập nhanh của chính mình, cô biết đây là cảm xúc của nguyên chủ còn đang lưu lại trong thân thể của cô. Ngọc Đồng, có biện pháp nào có thể đem cảm xúc của cô ấy đang lưu lại trong thân thể ta xóa đi không? Thật sự có cảm giác không an toàn, hiện tại thì không có, tinh thần lực của ngươi còn chưa đủ. Sở ca nhẹ nhàng cười một tiếng, mỗi lần nghe được Ngọc Đồng dùng âm thanh manh manh nói chuyện, cô liền có một loại cảm giác mãnh liệt không khỏe, đừng cười. Ngọc Đồng sao có thể không biết cô đang cười cái gì, nó khó tránh khỏi có chút cuộn bách. Sở ca tức khắc càng vui vẻ, ai nha, vẫn là có cảm xúc mới tương đối đáng yêu. Đúng rồi, ta có thể biết được tình trạng hiện tại của Tùy Hà không? Có thể, đang kiểm tra tin tức. Tùy Hà hiện tại đang ở công ty Lân Thị làm trợ lý hành chính. Đứa bé kia lúc này đang ở nhà một mình. Nó đã có tư tưởng độc lập của chính mình. Sở ca ha hả, đứa bé kia hiện tại mới có 6 tháng đi. Thật là, cũng cho cô ta bàn tay vàng quá lớn rồi. Không có biện pháp, Số liệu giả thiết chính là như vậy, nhưng hệ thống kiểm tra đo lường tới nguyên bản rồi không có tồn tại biến hóa, bởi vì Tùy Hà không có thời gian chơi với hắn, nên đứa bé kia hiện tại đối với Tùy Hà đã sinh ra bất mãn. Bất mãn. Sở ca thiếu chút nữa là phun một nguồn nước, ha hả, chơi thật là vui. Nhiệm vụ hoàn thành mức 1, ký chủ tiếp tục nỗ lực. Di, mức nhiệm vụ đổi mới. Phải. Ngọc Đồng khôi phục lại âm thanh không có vật phòng, sở ca tức khắc có chút cuộn bách, ta đây có chuyện gì ngươi đều biết. Chẳng lẽ là chuyện vừa rồi cũng bị nhìn thấy, không có, ta chỉ có thể cảm giác được tình huống hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể thì ta không có quyền biết, bởi vì đó là chuyện riêng tư của ký chủ. Sở ca nhẹ nhàng thở ra một hơi, bằng không ở trước mặt trẻ vị thành niên làm những việc xấu hổ, cô cũng cảm thấy có chút áp lực, tiểu ca, chúng ta có thể về nhà rồi. Đường huân mở cửa, thấy cô đang ngồi ở trên sofa phát ngốc hắn còn tưởng rằng cô còn đang buồn vì chuyện của trịnh gia đi qua xoa xoa đầu cô được rồi đều đã qua chỉ cần tiểu ca không muốn chú liền không để con đi sở ca kinh ngạc nhìn hắn cái này xem như là khen thưởng sau khi thân mật thật sao đương nhiên chú có khi nào lừa gạt con được con không muốn đi chú ngàn vạn lần đừng bỏ rơi con bằng không con sẽ không bao giờ quan tâm tới chú nữa được đường huân cười bảo đảm về đến nhà ước chừng là vì an ủi cô nên đường huân làm một bàn đồ ăn ngon mấy năm nay vì có thể làm nhiều món ăn có dinh dưỡng cho sở can nên tay nghề nấu ăn của hắn tiến bộ hẳn một bậc nguyên bản chỉ tính là có tay nghề nhưng hiện tại thì có thể so sánh được với đầu bếp sở ca không chú ý liền ăn nhiều bụng căng đến mức khó chịu ăn quá chén nên lười nhát ngồi ở trên sofa chậm rãi xoa bụng bọn họ lúc trước đã thỏa thuận, đường huân nấu cơm, cô rửa chén. Không có người nào sẽ thích một người lười, đường huân để cô cầm tiêu thực phiến, ngồi xuống bên cạnh cô, muốn ăn nữa chú lại làm cho con, con ăn nhiều như vậy, người khó chịu chính là con. Sở ca quay đầu về phía hắn, thức ăn chú làm quá ngon. Đường huân bật cười, thấy cô lại đem lực chú ý chuyển đến tivi, hắn nghiêm túc nhìn cô trong chốc lát, phát hiện cô giống như không có vì chuyện ban ngày mà thương tâm, nên hắn cũng yên tâm so sánh với hai năm trước, cô gái nhỏ này cao lên cũng không ít, so với bạn cùng lứa tuổi đều cao hơn một đoạn, vũ quan cũng nảy nở, càng hiện lên vẻ diễm lệ, khóe mắt hơi hơi cong lên, ẩn ẩn biểu hiện ra mị ý, trên mặt rút đi vẻ trẻ con, biểu hiện ra đường công thuộc về nữ nhân. Môi nở nang, bởi vì mới vừa ăn no nên còn phím hồng, mềm mại không thể tưởng tượng được, đi xuống là cổ xinh đẹp, xương quai xanh tinh xảo dẫn tới người ta thật muốn cắn lên đó một ngụm, xuống chút nữa là ngực cao thẳng, theo hô hấp mà nhẹ nhàng phập phồng, cô thật sự đã trưởng thành, hắn thế nhưng một bàn tay cũng không nắm đủ được, khủ ý thức được tư duy của chính mình đang bay xa, đường huân xoay đầu lại không dám nhìn cô, nhưng thính giác thì ngược lại đang nghe cô, hắn nghe thấy hô hấp của cô, nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của cô, đường huân đột nhiên đứng lên dọa cho sở ca nhảy dựng, ngơ ngác nhìn hắn. Đường huân bình phục hô hấp xuống, tận lực làm cho chính mình thoạt nhìn cùng ngày thường giống nhau chú có chút mệt mỏi đi nghỉ ngơi trước con đừng xem tivi quá muộn đi ngủ sớm một chút sở ca gật gật đầu chú chú không sao chứ đường huân không dám quay đầu lại nhìn cô nhưng cũng có thể nghe được giọng nói lo lắng từ cô hắn càng nhìn không được vì ý niệm của chính mình mà cảm thấy thẹn không có việc gì không cần lo lắng nói xong liền hoảng loạn đi vào phòng nếu lúc này hắn quay đầu lại thì hắn sẽ phát hiện được người trong tưởng tượng của hắn đầy mặt lo lắng lúc này trên mặt lại xuất hiện một tia diễn đường huân vào phòng mới thở dài một hơi thật sâu sau đó vào phòng tắm có đôi khi càng muốn quên thì những ký ức đó ngược lại sẽ càng cắm rễ ở trong đầu đường huân nhìn bàn tay trong đầu lại nhớ tới cảm xúc hắn đụng chạm ban ngày hắn nói không nên lời cái kia giống cái gì giống mây giống cục bột mềm mại không thể tưởng tượng được còn có đôi môi thơm ngọt Đôi mắt ướt dầm về của cô, Đường Huân dùng sức nắm chặt tay nhưng như thế nào cũng không thể bình tĩnh được, thậm chí cúi đầu nhìn về phía Hạ Thân, tâm tình hắn hoàn toàn tương phản, giờ phút này tinh thần cũng không khống chế được. Đường Huân cắn răng, do dự nửa ngày mới thỏa hiệp duỗi tay xuống dưới Hạ Thân. Sau một lúc lâu mới dần dần bình ổn, trong miệng nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ, "Tiểu ca", Đường Huân đột nhiên mở mắt ra, một lát sau cười khổ một tiếng, đem đầu để ở trên tường. Cảm thụ được tim đang đập nhanh của chính mình, hắn thế nhưng đối với cô gái nhỏ mà mình nuôi lớn động tâm, đã biết được tâm ý của chính mình, đừng Huân lại là người tính tình quyết đoán. Nếu như hắn đã động tâm, vậy thì hắn nên đem cô để ở bên người mới được. Chương 7 Tổng tài dưỡng nữ 6 Nguồn Mê truyện audio.com Edit beta Đi đi penkin sớm hôm sau sở ca liền phát hiện đường huân đối với cô thân mật hơn rất nhiều, nguyên bản thời điểm, đường huân thời khắc đều có tính hay nghi ngờ, cho nên phương thức biểu đạt thân mật với cô cũng sẽ tự nhiên không làm nhiều, hiện tại hắn ước gì sở ca ỷ lại chính mình, tự nhiên liền bỏ ra rất nhiều thứ, vừa mới bắt đầu hắn lo lắng sở ca sẽ phản cảm, nhưng sau này lại phát hiện cô cũng không có phản đối hắn thân cận, cho nên cũng liền nhẹ nhàng mà thở ra sở ca tuy rằng không. Rõ lắm hắn như thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt, nhưng cô cũng thích quan sát hắn cho nên cũng không có phản đối hai người cố tình thân cận cũng làm cho quan hệ thân mật của bọn họ tiến lên thêm một bước một tuần sau đường huân mới vừa đi đến công ty không bao lâu liền nghe được thư ký nói với hắn người trịnh gia muốn gặp hắn đường huân nhíu nhíu mày trong lòng hiểu rõ biết bọn họ chỉ sợ đến đây là vì chuyện của sở ca nhưng hắn cũng không có sợ cho nên liền kêu người mời tiến vào nhưng làm hắn kinh ngạc chính là Trịnh Nham thế nhưng tự mình tới đây, nhưng trên mặt hắn lại bất động thanh sắc, Trịnh Nham trực tiếp ngồi xuống phía trước hắn, "Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề, Sở ca hẳn là đã nói cho cậu biết, tôi là cha ruột của con bé, tôi hôm nay tới đây chỉ có một mục đích, đó là tôi muốn đem con bé trở về nhà, hy vọng cậu không ngăn cản tôi." Đường Huân vốn đang tính toán cho cha của Tiểu Ca mặt mũi đối đãi ông ta, nhưng hiện tại ông ta lại căn bản không có phép lịch sự trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh a à, trịnh tổng nói đùa rồi tiểu ca chưa bao giờ nói với tôi chuyện cha ruột gì gì đó tiểu ca là con gái của bạn tốt tôi nhà bọn họ nuôi nấng mười mấy năm tôi nuôi nấng hai năm không biết trịnh tổng nói như vậy là có ý gì trịnh nham hiếp mắt nhìn về người trẻ tuổi trước mắt này đường tổng đây là có ý gì đây là muốn ngăn cản cha con chúng tôi nhận lại nhau đường huân đem thân mình dựa vào phía sau ghế trịnh tổng nói lời này nghiêm trọng quá rồi tôi như thế nào có năng lực lớn như vậy nếu như thật sự không hợp ý tôi đã không cùng trịnh tổng nói nhiều như vậy rồi trịnh tổng mời nói xong liền làm một tư thế tiễn khách trịnh nham trừng mắt nhìn hắn hắn khi nào lại bị người khác làm sắc mặt khó dễ như vậy tức khắc sắc mặt liền có chút khó coi đứng lên đường huân cậu xác định muốn làm kẻ thù với tôi đường huân cũng đứng lên nhìn về phía hắn ánh mắt cũng không có chút nào bị ông ta dọa sợ, tôi cũng không hy vọng sẽ làm kẻ thù với trịnh gia, nhưng nếu như trịnh tổng đã khăng khăng chuyện của tiểu ca, đường huân tôi có chết cũng không muốn ngăn cản. Editor Anh này gội ít Men nè mặt cơ ra nước mắt mặt cơ ra nước mắt tại có câu kít, men đàn ông đích thực mà mặt cơ ra nước mắt mặt cơ ra nước mắt trịnh nham nỗ lực nhịn lửa giận của chính mình xuống nghĩ đến chính mình cũng thua thiệt nữ nhân kia tức khắc cảm thấy có chút nhục chí đường tổng rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng để tôi cùng tiểu ca nhận lại nhau đường huân thấy thái độ hắn mềm xuống trong lòng lại không đồng tình trịnh tổng từ lúc vào cửa đến bây giờ lúc nào cũng nghĩ như thế nào mới có quyền nuôi nấng tiểu ca như thế nào làm cho tiểu ca kêu ông một tiếng cha nhưng ông trước nay cũng chưa từng hỏi mấy năm nay tiểu ca sống như thế nào sinh hoạt ra sao người cha như thế tôi nghĩ tiểu ca cũng không cần trịnh nham nghe vậy trong lòng nhảy dựng có chút hổ thẹn, nhưng đường huân lại không cho hắn có cơ hội mở miệng. Trịnh Tổng, tôi không cho rằng chúng ta còn có thể thương lượng được gì với nhau nữa, mời ông đi cho. Trịnh Nham thấy thái độ hắn kiên quyết như vậy, cũng biết hôm nay chính mình đến đây cũng sẽ không có kết quả gì, nên đành phải rời đi. Chờ sau khi ông ta đi, đường huân mới thở dài, tức khắc càng thêm đau lòng cho sở ca, buổi tối về đến nhà, sở ca phát hiện đường huân thế nhưng ngồi ở trong phòng khách, cô có chút kinh ngạc, lúc này không phải là hắn đang xử lý công việc ở công ty sao, đường huân thấy cô sững sờ đứng ở đó, cười một tiếng liền đứng dậy đem cặp sách cô để ở trên ngăn tủ, sau đó ôm lấy người đi vào trong, phát ngốc cái gì? Đói không? Chú nấu thức ăn cho con. Sở ca lắc đầu, không cần, con không đói bụng. Chú hôm nay không có công việc sao? Ừ, không có, chú có việc muốn nói với con. Trịnh Nham hôm nay tới tìm chú, muốn lấy lại quyền nuôi nấng con. Sở Ca vội ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt lo lắng, biết cô nghĩ gì, nên Đường Huân vội lắc đầu, yên tâm, chú không đáp ứng, chú đem người đuổi đi rồi. Sở Ca nhẹ nhàng thở ra một hơi thật sâu, Đường Huân buồn cười nhìn cô như vậy nói, con không muốn đi như vậy, là luyến tiếc chú sao? Hắn bất quá thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Sở Ca lại đột nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn hắn. Đường Huân tay cứng đờ vỗ đầu cô làm sao vậy? Sở ca đem tay hắn từ trên đầu mình nắm xuống, đôi mắt cắt gao mà nhìn chầm chầm hắn, chú, lời này con chỉ nói một lần, nghe xong nếu chú cảm thấy con quá phiền toái hoặc là chú cảm thấy khó xử, thì cứ việc đuổi con đi. Con không nghĩ sẽ đi, con luyến tiếp chú, con còn nghĩ tới muốn sống cùng với chú, không phải là lấy quan hệ chú cháu, mà là quan hệ nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau, đường huân, em thích anh, lấy thân phận của một nữ nhân để thích anh nói xong liền ném tay hắn xuống xoay người muốn chạy lại bị đường huân tay mắt lanh lẹ kéo lại được cánh tay sở ca không có cách nào đi được cô như thế nào cũng không chịu quay đầu lại nhìn hắn editor vì là lời tỏ tình nên đổi thành anh em luôn chứ nếu để chú con nghe kỳ lắm từ đây đổi anh em luôn nha đường huân nỗ lực áp xuống từng trận vui mừng trong lòng chính mình nhưng cũng có chút do dự nói xong liền chạy Tiểu ca, em bây giờ còn nhỏ, em thật sự có thể xác định là em đối với anh là thích thật sự, mà không phải là cảm giác ỷ lại anh." Sở ca suy nghĩ rồi mới mở miệng, trong âm thanh có ngượng ngùng còn có tiếng khóc ủy khuất, đương nhiên biết, "Em chỉ nghĩ muốn ở bên cạnh anh, chỉ có ở bên anh em mới cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, em chưa từng có cảm giác như vậy với người khác." Đường Huân nghe vậy ánh mắt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra ý cười dùng sức đem người đưa tới trong lòng ngực của chính mình. Đè cô gái nhỏ đang không ngừng dãy dụ muốn bỏ chạy lại, như thế nào nói xong liền chạy. Không muốn nghe đáp án của anh sao? Sở ca nghe vậy nhìn xuống ngựa ngùng của chính mình, ngoan ngoãn bà ngốc ở trong lòng ngực hắn, nhìn trộm hắn, cái. Cái gì? Đáp án. Đường huân đem người đang ở trong lòng ra, nhìn cô đỏ bừng mặt, nhịn không được mà cười cười, ở trên mặt cô nhẹ nhàng mà hôn một cái, nhìn thấy ánh mắt cô gái nhỏ kinh ngạc nhìn hắn, thế nào? Biết câu trả lời của anh chưa? Sở ca đỏ mặt nhìn hắn, lắp bắp hỏi, anh? Anh lúc nào thì? Anh thích em. Đường huân nhướng mày nhìn cô, tựa như đang nói, anh giống như đang nói giỡn lắm sao? Đôi mắt sở ca sáng lấp lánh nhìn về phía hắn, trong mắt rõ ràng có sung sướng. Sau đó đột nhiên hôn lên môi hắn một cái. Nhìn hắn ngây ngẩn cả người, lại có ý xấu mà hôn thêm một cái nữa đường huân hiếp mắt nhìn cô ánh mắt nguy hiểm sở ca rung lên từng cái ý thức liền muốn chạy chính là bị đường huân ôm chặt cô như thế nào sẽ chạy được ngược lại bị ấn môi ngăn chặn a à, đường huân một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của sở ca một tay khác đỡ mặt sau cổ của cô hai làng môi tiếp xúc nhau lúc bắt đầu chỉ là nhẹ nhàng chạm vào dần dần đường huân bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn cầm lòng không được mà cậy môi sở Cara, đầu lưỡi theo khe hở mở ra mà đi vào, câu lấy đầu lưỡi mềm mại của cô cùng múa. Lưỡi đường huân đem mỗi một góc của miệng cô đều quét sạch một lần, quanh hơi thở đều là hương khí trên người cô phát ra, câu dẫn hắn càng thêm động tình, môi theo khóe miệng dời về phía vành tai, sau đó ngậm lấy phiến thịt mềm kia, sở ca chỉ cảm thấy sức lực thân thể như dần dần biến mất, tất cả các cảm giác của giác quan đều đang tập trung nơi hắn đang đụng chạm, nhẹ nhẹ ma sát truyền khắp toàn thân, cầm lòng không được mà rung lên một chút. Cô rung lên, đừng huân ngược lại càng thêm dùng sức chơi xấu ở nơi đó, sở ca nhịn không được trốn một chút. Đừng trong thanh âm mất đi nguyên lai like bình tĩnh, kiều mị như yêu tinh lấy hồn đoạt phách. Chương 8 Tổng tài dưỡng nữ 7 Nguồn Mê truyện audio.com Edit Beta Đinh Đi Pen Huân cười khẽ một tiếng, một lần nữa hôn lên hai mảnh môi mềm mại, tay lại theo vạt áo đi vào làn da cô trắng nõn tinh tế giống như là tơ lụa tốt đường huân lưu luyến tới quên phản ứng dần dần mà theo vòng eo mảnh khảnh hướng lên trên vừa mới hôn lên làn môi mềm mại mà hắn tâm tâm niệm niệm kia đã bị sở ca ấn tay lại vừa đúng lúc cô đè trên tay hắn ấn lên một bên của núi tuyết sở ca cũng có chút ngốc lăng cô thật không có nghĩ tới đường huân vừa lên đây liền cho cô kích thích lớn như vậy cái này không phải là không thể buông được nhưng cô chỉ có thể đỏ mặt mà sững sờ ở đó đường huân hoàng hồn bình tĩnh hạ hô hấp của chính mình xuống âm thầm mắng chính mình quá sốt ruột trở lại vẻ bình tĩnh đem tay của chính mình cầm ra đương nhiên là xem nhẹ cô hắn đem tay vương ra phía trước cố ý cọ vài cái càng có lực thuyết phục sở ca đẩy hắn ra sửa sang lại quần áo của mình thật là cô còn đang mặc đồng phục liền cùng hắn ở chỗ này hồ nháo áo ngắn tay màu trắng bị cuốn lên tới trên ngực toàn bộ vòng eo bại lộ ở bên ngoài nguyên liệu vải đều bị uống nhăn hắn là có bao nhiêu kích động ngày mai cô cũng không có mặc áo quần này sở ca vừa định từ trên người hắn đi xuống liền cảm giác được vật cứng phía dưới mông của mình tức khắc liền ngây ngẩn cả người cô tuy rằng chưa từng có kinh nghiệm về phương diện này nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc mà không biết cái này là cái gì nhìn không được kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đường huân anh đường huân cũng có chút xấu hổ nhưng nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của cô tức khắc cảm thấy cũng không có gì dùng sức đem sở ca một lần nữa. Kéo vào trong lòng ngực, anh thích em, tự nhiên sẽ có phản ứng, yên tâm, trước lúc em 18 tuổi anh sẽ không làm gì em. Sở ca, loại chuyện này cũng có thể đỉnh đạt nói ra được sao? Cô dùng sức đem người đẩy ra, cũng không quay đầu lại chạy về trốn ở trong phòng mình, đường huân nghĩ tới mị thái vừa nãy của sở ca, trong ánh mắt bởi vì động tình mà hàm chứa hơi nước, bị hắn hôn nên môi sưng khẽ nhếch, nhã khí như lan, thanh âm kiều nộn hắn không kìm được hô hấp đang có chút tăng lên tức khắc hạ thân vốn đang có phản ứng càng thêm kêu gào muốn phóng thích đường huân thở dài chịu đựng đi còn một năm nữa thôi nửa năm sau sở ca đầu hơi hơi nâng lên đôi tay gắt gao mà bắt lấy khăn trải giường hôn hôn trầm trầm nói cái gì trước khi cô thành niên sẽ không làm gì cô tất cả đều là đánh rắm không làm gì cô vậy hiện tại hắn đang làm gì Hạ thân truyền đến một trận tê dại, trong đầu có bạch hoa đột nhiên nổ tung, nhịn không được hừ nhẹ, ân nhẹ chút. A, à, Đường Huân từ hạ thân cô ngẩng đầu lên, chớp mũi dính đồ vật ánh sáng lấp lánh, Sở Ca nhìn thoáng qua liền ngượng ngùng đảo mắt đi, Đường Huân một lần nữa hôn lên trên người cô, đè nặng cô hôn cô, một hai phải đem đồ vật của chính mình lây dính, chia sẻ với cô, đầu lưỡi Đường Huân ở trong miệng cô tiến quân thần tốc, một tay duỗi xuống phía dưới xoa mông cô, một tay khác lại bóc đầu vê cô sở ca bị kích thích toàn thân đều phím hồng nhạt. Đường huân hiếp mắt, bị cảnh sát trước mắt kích thích đôi mắt đỏ lên, miệng theo cổ xuống phía dưới, ở trên xương quai xanh cô nhẹ nhàng mà cắn một cái, sở ca nhẹ nhàng mà rung lên một chút, đường huân không có dừng lại, tiếp tục đi xuống phía dưới, đầu vê hồng nhạt đã sớm đứng thẳng lên, như là nụ hoa đẹp, nhẹ nhàng mà ngậm lấy liếm bút, sở ca gắt gao cắn môi chính mình, trong đầu óc trống rỗng xung quanh hơi thở của cô đều là hương vị mát lạnh trên người hắn làm cô trầm mê thật sâu tầm lòng không được mà giơ tay xoa bờ vai của hắn thanh âm mở miệng lại run đến không chịu được a a huân đường huân đứng dậy đem cô ôm vào trong ngực hạ thân để ở trước lối vào mị thịt của cô nhẹ nhàng trừu động nơi đó giống như là có ý thức của chính mình chỉ vào một chút liền gắt gao mà bao bọc hắn sảng khoái đến không thể tưởng tượng được đường huân nâng mặt cô lên hôn cô thật sâu, hai đầu lưỡi dây dưa với nhau, sở ca cảm thấy đầu lưỡi của chính mình tê dại, đường huân đem hai chân cô mở ra, hạ thân ở giữa hai chân cô nhanh chóng thọc vào rút ra, cung THT hắn thường thường cọ qua. Điểm mẫn cảm ở đằng trước, trong miệng sở ca phát ra âm thanh cô ô, kích thích toàn thân không ngừng phát trung, cuối cùng không biết là qua bao lâu, chờ thời điểm hắn rốt cuộc phát tiết ra, cả người sở ca khóc đến giọng cũng đều không nói được. Đường Huân đem người ôm vào trong ngực hôn lên trán của cô, nhỏ giọng nói, ngoan, anh sai rồi, lần sau anh sẽ nhẹ một chút. Sở ca khục khịt nhìn hắn một phen, căn bản là không tin, mỗi lần hắn đều nói là sẽ nhẹ, nhưng lần sau vẫn như cũ không thay đổi. Một tháng trước, cô nhất thời mềm lòng nên mặc kệ một lúc, liền một phát không thể vãn hồi, ngàn vạn lần không được tin tưởng lời nói của nam nhân ở trên giường, lời nói đó căn bản là không đáng tin. Chương 9, Tổng tài dưỡng nữ, 8. Nguồn Mê truyện audio.com Edit beta Dindy đi Penkin năm này trôi qua, Trịnh Nham vẫn luôn thường xuất hiện ở trước mặt cô, thời điểm vừa mới bắt đầu, cô cảm thấy rất không tự nhiên, căn bản là không để ý tới hắn, nhưng thời gian dần dần trôi qua, Trịnh Nham đối với cô cũng không tệ lắm, tuy rằng không rõ ràng nhưng vẫn thật cẩn thận lấy lòng cô, sở ca cũng dần dần mềm lòng, kỳ thật đối với Trịnh Nham sở ca cũng không có cảm giác không tự nhiên gì nhiều năng lực địa vị của hắn vẫn còn ở nơi đó huống hồ hắn lớn lên cũng không xấu hắn muốn nữ nhân nào còn không phải là chuyện rất đơn giản hay sao phải hắn xác thật là một cái tra nam nhưng đối tượng không phải cô sở ca căn bản là không có để ở trong lòng nhưng đối với mẹ của sở ca cô thật sự không ghê tởm là không được bà ta là thư ký của trịnh nham năm đó điên cùng yêu thầm trịnh nham cho nên ở thời điểm biết rõ Trịnh Nham đã có vị hôn thê nhưng vẫn đáp ứng làm tình nhân của Trịnh Nham, rõ ràng biết chính mình cùng Trịnh Nham sẽ không có kết quả gì, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, bà ta cho rằng chính mình sẽ là ngoại lệ của Trịnh. Nham Chuyện này cũng liền thôi đi, dù sao cũng là chuyện của riêng bà ta, kết quả là ngoài ý muốn có con, mặc kệ như thế nào, đứa bé sinh ra cũng là một đứa con riêng, nhưng bà ta lại chưa từng nghĩ tới về sau đứa bé sẽ như thế nào, bà ta chỉ nghĩ tới chính mình muốn lưu lại một vật kỷ niệm chó má gì đó chó má là nguyên văn của tác giả luôn nha dứa bé nuôi không nổi liền tùy tay vứt bỏ rõ ràng đã hai mươi mấy tuổi lại không phân biệt được tình huống bà ta nghĩ chính mình là vai nữ chính ngôn tình chắc cho nên lúc trịnh nham nói cho cô thời điểm bà ta muốn nhìn thấy cô cô không chút suy nghĩ liền từ chối thấy trịnh nham còn nghĩ muốn thuyết phục cô sở ca giơ tay ngừng lời nói ông ta định nói trịnh tiên sinh ông cho rằng tôi vì sao nguyện ý ngồi ở chỗ này nói chuyện cùng ông không phải bởi vì ông là cha tôi mà là bởi vì ông không có làm chuyện gì đụng tới điểm mấu chốt của tôi nếu ông còn muốn thay bà ta giải thích thì cũng đừng trách tôi về sau không gặp lại ông nói thật có ông hay không thì đối với cuộc sống của tôi cũng không có ảnh hưởng gì tôi còn hai tháng nữa là phải thi đại học nếu để cho tôi thấy bà ta thì cũng đừng trách tại sao tôi trở mặt vô tình nói xong liền xoay người đi mặt trịnh nham tức khắc âm trầm hắn nguyên bản cũng không phải chỉ có một đứa con gái này hắn không cần phải ngồi ở chỗ này chịu đựng sỉ nhục của cô nhưng nghĩ đến tài năng của sở ca ở phương diện thương nghiệp hắn lại cảm thấy không thể bỏ được toàn bộ một thế hệ mới của trịnh gia bao gồm con trai lớn của hắn được cha hắn tự mình dạy dỗ cũng đều kém cô nếu cô thật sự trở thành kẻ thù với trịnh thị kết quả kia hắn cũng không biết sẽ như thế nào editor hai vợ chồng đúng là chồng nào vợ nấy mà sở ca sau khi rời khỏi chỗ đó cả người liền tỏa ra khí lạnh không chịu được đi về trường học dọc theo đường lớn đi được một đoạn thời điểm đi đến một ngã rẽ lại đột nhiên thấy được một người không nên xuất hiện ở chỗ này tùy hà ngọc đồng ngọc đồng sở ca ở trong đầu gọi hệ thống tùy hà tại sao lại trở về cô ta tới đây tham gia một hội nghị thương nghiệp Lúc trước cô ta chính là lần đầu tiên gặp được nam chủ ở chỗ này. Sở ca gật đầu, trong nguyên tác có nhắc qua, Tùy Hà đã từng cứu nam chủ một lần, nhưng cũng không có nói địa điểm cụ thể, nguyên lai like thì ra là ở chỗ này. Nói như vậy, Đường Huân cũng ở gần đây. Sở ca nhướng mày. Ngọc Đồng, định vị vị trí của Đường Huân giúp ta. Được. Sở ca đi theo vị trí mà Ngọc Đồng nói cho cô, vừa lúc thấy Đường Huân từ bên trong đi ra thấy hắn muốn đi sở ca chạy thật nhanh tới mở miệng gọi hắn lại chú đường đường huân quay đầu lại thấy cô cười một chút sau đó quay đầu về phía người bên cạnh cáo biệt rồi đi về phía cô đường huân thân là nam chủ lớn lên tự nhiên không kém dáng người đỉnh bạc mày kiếm mắt sáng lúc này ánh mắt nhu hòa đi về phía cô sở ca nghĩ nếu lúc này không phải cô rõ ràng biết là đang làm nhiệm vụ thì chỉ sợ cô sẽ không khống chế được mà chìm thật sâu vào trong nhu tình của hắn. Đường huân dắt tay cô, hỏi cô, như thế nào lại ở chỗ này, không phải là em đi gặp mặt với trịnh tổng sao? Sở ca nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm, không muốn nghĩ tới ông ta. Đường huân gật đầu, chỉ sợ là trịnh nham đã làm gì đó chọc cho tiểu nha đầu này không cao hứng. Hắn cũng không hỏi nhiều, xoa xoa tóc cô, có đói bụng không? Đồ ăn ở đây cũng không tệ lắm đi nếm thử không sở ca đang suy nghĩ dùng biện pháp gì ngăn hắn lại hiện tại hắn chủ động nói ra cô tự nhiên cũng sẽ không từ chối cho nên liền gật gật đầu kết quả chờ thời điểm cơm nước xong đi ra đường huân bởi vì mở cửa cho cô nên cô đi ở phía trước hắn sở ca mới vừa ra tới cửa đột nhiên bị một người đụng trúng ngẩng đầu lên nhìn thế nhưng là tùy hà ha hả thật là cô ta đều như vậy Cô còn có thể may mắn mà gặp được cô ta ở đây, nói là trùng hợp tới Ngọc Đồng cũng không tin Ngọc Đồng. Mặt mờ mịt, đã xảy ra chuyện gì? Ký chủ vì sao lại kêu ta, Editor? Cái hệ thống mê gì đâu quy? P, thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi không phải cố ý. Sở Ca trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhàn nhạt tránh đi tay của cô ta đang muốn nắm lấy tay cô, mở miệng nói, không sao, xin cho qua một chút tôi muốn đi ra ngoài. Đường huân đối với động tác của cô cũng không có phản ứng gì, rốt cuộc từ chối một cái đụng chạm của người xa lạ, là phản ứng theo bản năng, huống hồ sở ca còn là một người rất sạch sẽ, nhưng tùy hà lại nỗ lực áp xuống phẫn nộ của chính mình, nữ nhân này, vẫn là trước sau như một kinh thường cô ta, th, dựa vào cái gì? Cô ta, sc, bất quá cũng là một đứa bé mồ côi được nhận nuôi mà thôi, đường huân thấy cô ta không có động tác, vẫn còn đứng sững sờ ở nơi đó, nhịn không được mở miệng, vì tiểu thư này, phiền cô tránh ra một chút, cô đang ngăn cản đường. Tùy Hà ngẩng đầu nhìn về phía Đường Huân, trong ánh mắt tràn đầy bi thương, cô ta vì hắn sinh một đứa con trai, hắn thế nhưng đi che chở cho người ngoài. Nhưng cô ta đã quên giờ phút này ở trong mắt Đường Huân, cô ta mới là người ngoài. Editor bạch cốt tinh mà bày đặt đóng vai làm bạch liên hoa đường huân hoàn toàn nhìn không hiểu ánh mắt của cô ta hắn chỉ cảm thấy người trước mắt này có phải là bị bệnh tâm thần nghĩ đến đây đường huân dùng sức một cái đem sở ca kéo xuống phía sau che chở cô từ cửa sau đi ra ngoài thẳng đến khi ngồi trên xe đường huân mới mở miệng dặn dò cô tiểu ca về sau gặp loại người này nhất định không được cùng cô ta nói nhiều như vậy vạn nhất nếu như cô ta có bệnh thì sẽ làm em bị thương Sở ca nghe hắn nói như vậy, phục cười một tiếng, nếu để Tùy Hà biết người mà cô ta tâm tâm niệm niệm ở trong lòng, lúc này đang nói cô ta có bệnh tâm thần, phỏng chừng cô ta sẽ khóc rất thương tâm đi. Hai người đều không có đem chuyện vừa rồi đặt ở trong lòng, mà Tùy Hà lại nhìn chầm chầm phương hướng của hai người rời đi đến xuất thần. Trong lòng cô ta lại nghĩ phải mau tăng nhanh tốc độ. Hết thảy những chuyện này, sở ca cũng không biết, cô đang bị đường huân buộc phải chuẩn bị thi đại học thời gian chợt lóe qua, lúc sở ca thi đại học xong, đã bị đường huân kéo đi nước ngoài nghỉ ngơi, phòng ở trước tiên là phải sắp xếp tốt rồi, đường huân cố ý làm trò ở trước mặt cô cường điệu đặt một phòng. Sở ca lúc ấy nội tâm có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có phản đối. Hiện tại rốt cuộc hắn đã đem người câu tới bên người chính mình rồi, đường huân làm sao có thể nhẫn nhịn xuống được 23-7-2018. Chương 10 Tổng tài dưỡng nữ, chính Nguồn: Mê audio com Edit: Beta, đi Cảnh báo, cảnh báo, chương này có hát thỉnh các em nhỏ, các bà mẹ đang cho con bú, trẻ sơ sinh à nhầm trẻ nhỏ. Về nếu ai bị dị ứng thì click bắt. Mà ta biết nói vậy thôi chứ các người vẫn đọc tuốt, bê liên tục mười mấy giờ. Đường Huân đương nhiên cũng biết sở ca đã mệt muốn chết rồi. Hơn nữa lúc này đúng là thời điểm buổi chiều, Đường Huân cũng không có việc gì làm, nên đành phải bận trước bận sau mở nước tắm cho cô gọi điện thoại gọi thức ăn chờ thời điểm làm xong hết thảy mọi việc rồi lên giường đi ngủ sở ca vẫn còn lo lắng đường huân sẽ làm cái gì đó nhưng cuối cùng thời điểm cô phát hiện ra hắn thật sự chỉ thành thành thật thật mà ông cô đi ngủ cũng liền dần dần thả lỏng chỉ chốc lát sau liền nặng nề đi vào giấc ngủ chờ thời điểm cô tỉnh lại là bị khoái cảm trên ngực chính mình kích thích làm cho tỉnh dậy mở mắt ra liền nhìn thấy một cái đầu màu đen đang ghé vào trước ngực cô lúc cô tỉnh lại hắn cũng không biết, quay đầu nhìn ra ngoài, trời đã sáng rồi, sở ca bất đắc dĩ đẩy đẩy người đang trên người cô, em muốn đi về đức Đường huân nghe vậy ngẩng đầu, một phen bế cô lên, dọa sở ca duỗi tay ra bám lấy hắn, anh định làm gì? Thả em xuống. Đường huân lại cười trấn an cô, ngoan, anh ôm em đi về đức Sở ca vừa nghe, tức khắc dãy dụ lợi hại hơn, em không cần, anh mau thả em xuống nhưng đường huân lại quyết tâm muốn ôm cô đi về đúc đi tới cửa, thời điểm hắn mở cửa sở ca đột nhiên nhảy xuống, thuận thế đem hắn đẩy ra phía sau, cô lắc mình vào về đúc xe rồi khóa cửa lại, thấy cô đi vào, đường huân cũng không có cưỡng cầu, hắn vốn dĩ chỉ muốn ôm cô đi mà thôi, hắn đã sớm thức dậy, vừa lúc định đi làm bữa sáng cho cô, sở ca rửa mặt thuận tiện tắm một chút, ngày hôm qua không có tắm kịp, Tắm xong mới phát hiện cô thế nhưng quên mang quần áo cô đành phải mặc áo tắm dài của khách sạn thật cẩn thận mở cửa ra lại phát hiện đường huân không có ở đây không kịp suy nghĩ hắn đi nơi nào chạy nhanh ra lấy quần áo vừa định cởi áo tắm ra liền nghe thấy thanh âm cửa bị mở sở ca hoảng sợ lập tức khẩn cấp đem áo tắm khép lại cô phát hiện là đường huân đi vào thấy cái khay trên tay hắn mới biết được là hắn đi làm bữa sáng cho cô đường huân không có nghĩ tới chính mình thế nhưng còn được phúc lợi này mắt sáng rực thâm thúy thêm một đem đồ ăn đặt ở trên bàn duỗi tay kéo cô lại tới đây ăn sáng trước đi không từ từ em thay quần áo trước đã sở ca đang nghĩ cách trốn hắn làm sao lại có thể không biết cô đang suy nghĩ gì nhưng cũng chỉ có thể trốn được một phút đồng hồ đường huân một phen bế cô lên đi tới cái bàn không sao ăn xong lại thay đến nỗi ăn cái gì tự nhiên một từ có hai ý nghĩa tới bàn ăn Đường Huân cũng không có đem người buông xuống, mà ngược lại thuận thế đem cô ấn ở trên đùi chính mình, lấy sandwich đưa đến bên miệng cô, "Ăn đi." Sở Ca thấy thái độ hắn kiên quyết, nên đành phải há mồm, một ngụm một ngụm ăn hết hai cái sandwich, sau đó lại bị đút uống hết một ly sữa lớn, thấy cô rốt cuộc cũng ăn xong, Đường Huân dùng sức đem cô quay người lại, làm cho hai chân cô mở ra đối mặt với hắn, Sở Ca theo bản năng khép chân lại, trên người cô hiện tại trừ bỏ áo tắm thì cái gì cũng không có làm cho cô có cảm giác không an toàn, huống hồ cô đang trong tư thế như vậy, tương đương cô đang cả người trần trụi ngồi trên người hắn, động. Tác đường huân đè lên người cô, thanh âm ám ách, ăn xong rồi, hiện tại đến phiên anh. Nói liền đôi tay liền dùng sức, bóp eo cô, hôn lên môi cô, không có giảm sóc mà trực tiếp tiến quân thần tốc, tay lưu loát mở áo tắm của cô ra, theo eo cô sờ lên mà thưởng thức một đoàn mềm mạ, ngón cái cùng ngón trỏ chi gian nhéo đầu vê hồng nhạt nhọn. nhọn thẳng đến khi hoàn toàn đứng thẳng lên mới đổi một vị trí khác sở ca ý thức dần dần hôn mê trong cổ họng cũng dần dần mà tràn ra một tiếng than nhẹ khó nhịn đường huân hô hấp thở gấp ngẩng đầu nhìn cô thấy cô có cảm giác môi mới dần dần đi xuống phía dưới thẳng đến khi ngậm lấy một bên đầu v đầu lưỡi sung huyết đảo quanh quả hồng nhỏ tay theo eo cô đi xuống phía dưới tìm được chỗ bí cảnh kia đẩy hai sườn thịt ra ấn lên ngọc châu khẩy khẩy qua lại chờ thời điểm dê em mờ thủy chảy ra, mới nhẹ nhàng mà đưa một ngón tay tham lam xâm nhập vào con đường ấm áp ấy, nhưng vẫn là khó đi như cũ vậy, sở ca nhẹ nhàng mà thấp thở hỗn hển một tiếng. tương đường. Đường huân. Đường huân dùng sức hút một chút, trên tay dính dê em mờ thủy nhầy nhụ của cô, tim đập có chút nhanh, hô hấp không khỏi có chút nặng, tiến đến bên tai cô, nhẹ nhàng mà nói, tiểu ca, em động tình. A, à, thật nhanh. Sở ca bị hắn nói kích thích, hạ thân theo bản năng co rút lại một chút, đem ngón tay bên trong của hắn gắt gao bao bọc lại, cô thở hỗn hển mở mắt ra, nhìn thấy biểu tình khó nhịn của hắn, mồ hôi trên trán hắn chảy ra, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh bây giờ đang bị dục vọng bao trùm, gương mặt hơi hơi phím hồng, cảm xúc trong đôi mắt thâm thúy cuồn cuộn ấy cô nhìn không hiểu được, sở ca không muốn thừa nhận, cô thế nhưng bị đường huân của lúc này dụ dỗ, hạ thân cầm lòng không được mà trào ra một trận ấm áp đường huân sửng sốt một chút trên mặt dâng lên vui mừng dùng sức một cái đem cô như vậy ôm đến phòng ngủ đem cô đặt ở trên giường sau đó không đợi sở ca nhìn thấy rõ hắn đã đem tất cả quần áo trên người chính mình cởi ra cuối người đè lên cô hạ thân kiên quyết hùng hổ để ở trên bụng nhỏ cô sở ca hít một hơi khí lạnh thật sâu cô vẫn luôn biết nơi đó của hắn phân lượng không nhỏ nhưng cô chỉ cần tưởng tượng đến thời điểm cự vật lớn như vậy của hắn phải tiến vào trong thân thể cô, cô liền nhịn không được mà muốn tránh. Nhìn thấy cô nhút nhát, đường huân nỗ lực áp xuống dục vọng của chính mình, ngoan, anh sẽ chậm một chút. Sở ca nhẹ nhàng gật đầu, chủ động duỗi tay ôm lấy cổ hắn, đường huân cả kinh, sau đó cúi đầu hôn cô, bàn tay đi xuống dưới thân cô, nhẹ nhàng mà khẩy, chờ cảm giác được cô đã chuẩn bị tốt, mới đưa cự vật đang trướng đau của chính mình để ở lối vào hoa huy tê của cô, nhẹ nhàng mà cọ cọ, hoa tâm sở ca bị hắn tác động, dần dần bắt đầu chảy ra càng nhiều dê em mờ thủy thẳng đến khi toàn bộ dục căng của hắn đều ướt nhẹp đường huân mới chậm rãi đem cự vật của chính mình đẩy mạnh vào bên trong cô nhưng quy đầu chỉ mới đi vào một chút thì không vào được nữa bên trong thật chặt sở ca đang rất đau hiện tại cô khoái cảm gì cũng đều không có chỉ có cảm giác cả người chính mình như bị chém thành hai nữa nhìn không được mà rên rỉ ra tiếng đường huân chậm chậm một chút Lúc này đường huân cũng hoàn toàn không dễ chịu, nơi đó của cô thật chặt, liền tính chỉ có quy đầu đi vào, mị thịt bên cạnh lại như là một cái miệng nhỏ nhắn, liếm mút gậy THT của hắn, nếu không phải hắn cực lực chịu đựng, lúc này sợ là đã mất mặt, ngẩng đầu lên thấy sở ca đau, mặt cũng có chút trở nên trắng bệt, đường huân đành phải áp xuống dục vọng mãnh liệt của chính mình, cúi đầu hôn lấy cô. Ngoan, nhìn một chút. Nói xong, dùng sức một chút đem toàn bộ cự vật của chính mình đẩy mạnh vào bên trong cơ thể cô đường huân phải cố gắng bằng toàn bộ tự chủ mới có thể khắc chế được dục vọng đang muốn thọc vào rút ra của chính mình mị thịt hoa huy tê từng luồng cắn gậy tht của hắn khoái cảm kia gần như muốn hít thở không thông đường huân đành phải dùng sức hôn cô đem toàn bộ tiếng kinh hô của cô nuốt vào trong bụng duỗi tay nắm lấy một đoàn tuyết nhũ tuyết nhũ trắng nõn ở trong tay của hắn biến hóa thành nhiều hình dạng Đường huân bị cảnh tượng này kích thích dục căng lại lớn thêm vài phần, đôi mắt đều phím đỏ. Cuối đầu đem đầu vê màu đỏ nhòn nhọn mút ở trong miệng, phát ra thanh âm tấm tắc, sở ca cắn môi, chờ cảm giác đau đớn xé rách thối lui, dần dần cảm giác được cự vật của hắn ở trong thân thể cô hơi nhảy lên. Xem ra hắn đã nhẫn nhịn vất vả quá rồi, tức khắc cô liền có chút mềm lòng, nhấc chân nhẹ nhàng mà cọ cọ hắn. Em! Hết đau rồi, anh! anh động đi, nói xong, liền ngượng ngùng mà nhắm hai mắt lại, đường huân nghe vậy, nhẹ nhàng mà trừ động một chút, mới phát hiện bên trong thật sự đã ướt, đã có thể cất chứa được hắn, vì thế nhẹ nhàng mà đem dục trăng rút ra, sau đó lại thật mạnh mà tiến vào, sở ca đột nhiên bị cái này kích thích cả kinh hô nhỏ một tiếng. Bên trong nhục bích bị cự vật của hắn kịch liệt ma sát mang đến khoái cảm hỗn loạn hơi hơi đau đớn ở hoa tâm nhẹ nhẹ ma sát tràn lan toàn thân, sau đó xông thẳng lên đỉnh đầu đường huân trong cổ họng không tự giác phát ra một tiếng rên rỉ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được dục căng chính mình bị bên trong hoa tâm câu lấy dây dưa, khoái cảm mãnh liệt làm hắn cầm lòng không được mà một lần sau một lần trừ động càng thêm kịch liệt. Kịch liệt va chạm, làm tiếng sở ca trên rỉ đều trở nên rách nát, đôi tay bóp vòng eo mảnh khảnh của cô, phần đùi bên trong bởi vì nhanh chóng ma sát mà ửng đỏ một mảnh. Nơi hai người dây dưa bị hắn mang ra hoa dịch của cô, ở dưới thân ướt một mảnh, mị thịt hoa huy tê bị mang ngoại phiên, đôi chân thon dài của sở ca gắt gao mà câu lấy eo hắn, bộ ngực dựng thẳng, bụng mở ra, nhô lên một độ cung xinh đẹp. Nơi xương hông tương liên truyền ra một trận âm thanh bạch bạch, đường huân ôm sở ca trở mình, làm cô đưa lưng về phía hắn, thân trên ghé vào trên giường, cung THT ở trong cơ thể cô cường ngạnh mà xoay một vòng tròn, tiếp theo chính là một trận va chạm kịch liệt sở ca cảm giác cả người chính mình như là đang bay ở trên không trung, dưới bụng truyền đến một trận cảm giác tê dại mãnh liệt, cô cầm lòng không được mà toàn thân căng chặt, đôi tay dùng sức bắt lấy gối đầu. Thật nhanh, đường huân gầm nhẹ một tiếng, sở ca nháy mắt cảm thấy khoái cảm che trời lấp đất này truyền khắp toàn thân, có thứ gì đó trào ra, chờ hết thảy bình tĩnh trở lại, sở ca lẳng lặng dựa vào trong lòng ngực đường huân. Bên tai truyền đến thanh âm Ngọc Đồng vẫn như cũ không có phập phòng, thành công đạt được tinh dịch chân ái, nhiệm vụ hoàn thành mức 7. Sở ca sửng sốt một chút, thế nhưng đã là mức 7, chỉ còn 3 mức nữa thôi. Xem ra chỉ cần giải quyết xong tùy hà thì có thể hoàn thành nhiệm vụ đường huân ở chỗ này với sở ca chơi hơn nửa tháng mới về nước, chờ thời điểm trở về. Sở ca mới từ chỗ Ngọc Đồng biết được tùy hà thế nhưng đã trở lại, sở ca sửng sốt một chút cũng không có quá mức để ý, nếu đã trở lại, bất quá cũng chỉ là bắt đầu thực hiện kế hoạch của cô mà thôi. Cô nhờ Ngọc Đồng định vị vị trí đứa bé kia của Tùy Hà một chút, sở ca liền đi dạo phố vì cô phải bắt đầu kế hoạch thông đồng với đứa bé kia rồi, con. Trai Tùy Hà năm nay mới vừa một tuổi rưỡi, tên là Niệm Huân, thời điểm biết tên, sở ca nhịn không được hừ một tiếng, thật là chỉ sợ người khác không biết tâm tư của chính mình là cái gì sao. Ngày 31 tháng 7 năm 2018